Em có nghe, em có nghe. Em định là cài cái giờ sau 12 giờ để mà chờ cái like của Minh Tú, hình như là của Minh Tú hay cô Quỳnh á. Xong rồi em mới lên, nhưng mà em thấy chị Phụng cũng đang hăng quá thì thôi em lên sớm với cả nhà. Lên sớm thì ngủ sớm cả nhà, đúng không? Em thì em tính là tối nay không có lên đâu, để em đi ngủ sớm mai em đi làm. Nhưng mà thấy hình như là thấy mấy chị gái trên cõi mạng này cũng rần rần lên thì mình tham gia giúp vui. Nhưng mà em nói thiệt chứ chị Phụng ơi, chị uống thuốc chưa? Chị uống thuốc chưa? Mà tôi thấy sau một thời gian chị chữa đúng thầy đúng thuốc rồi, chị tỉnh rồi, tôi mừng cho chị. Mà sao giờ tự nhiên là bệnh bệnh cũ tái phát vậy? Hả? Cái này người ta gọi là ngựa quen đường cũ đó. Tôi thấy chị cũng không có được tỉnh táo cho lắm đâu. Tôi nghe một khúc thôi, tôi cũng có nhiều thời gian. Tại vì chị gọi tên tôi, đúng không? Tôi đã nói rồi, nước sông không phạm nước giếng. Chị không nói tới tôi không có nói tới chị. Bây giờ á, chị bắt đầu trở lại ngựa quen đường cũ là thích bú phèm thì tôi cho chị bú nha. Dạo này chị thấy là những người mà lôi bà nắm lôi cô Jin ra nói á, thì chắc được nhiều 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 view nhiều like. Tính chị là hay vậy lắm á, đúng không? Đối với chị với lại cái chị mà trùng cái chị trồn mà xú dình á, là like view đối với các chị là một cái gì đó nó gọi là nó quá quan trọng đi, cho nên không còn biết liêm sĩ. Để em xíu em lấy cái ấm nước của em như cả nhà. Cho nên không còn biết cái liêm sĩ, cái danh dự là cái gì, cho nên lao đầu vô hiền. Được, thích thì tôi chiều. Chị gọi tôi cái gì? Tôi trả lời chị nè, tôi trả lời chị nè. Nhưng mà trước khi trả lời chị, tôi ghẹo mấy con cờ hó kia một tí cho nó vui ha. Tại vì biết sao không cả nhà, em thấy hình như là Minh Tú cũng gài like giờ này, hoặc là cái gì đó bà nắm nó cũng like giờ này, cho nên là em định không có like. Nhường đường like lại để mà em còn ngày mai em like. Rồi thấy tự nhiên thấy rần rần cõi mạng thì thôi. Được. Đây nè, nghe khúc này cho vui hen. Đâu rồi ta, để em ao cái like này ra. Em mở. Em không có em chưa bao giờ đụng chạm tới ai trước hết đó, Anthony Phạm. Nhưng mà mấy má này á, mấy má bị gọi là giống như nói theo cái kiểu của chị Phi Phi á, là bị giật mồng á, biết không? Bị giật mồng á. Hồi nãy là đâu gửi em cái gì Em không nói coi. một câu được không chị? Nói đi, nói luôn đi cũng được đó. Khoan khoan khoan, trước khi nhận xét, trước khi vô nghe, em có góp ý với chế Dương Mai này nè. Hôm nay hết cái thời trang, hết cái kiểu thời trang rồi hả? Mà đem cái quần quần xú chen hay cái gì xú chen đội lên đầu vậy chị? Không có đẹp. Ha, cố gắng hơn tí nữa. Chứ còn chị đã xấu rồi. Mà thời trang mà than trời kiểu này, không lấy bông lấy hoa gắn lên thì cho nó đẹp, không gắn đi lấy quần xú chen với cái áo xú chen với cái quần 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 tam giác mà quấn 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 với nhau đội lên đầu chi chị. Em góp Dạ, ý chị nha, không em đẹp. xin kính chào các cô chú anh chị em trên kênh của chị Dương Mai nha. Quý vị nghe nghe giọng nói của em ruột em tí nha quý vị. em Em muốn à, gửi em à, gì em gái họ Phạm, Phạm Hoàng Phố hay Hoàng Phố Phạm hay là Phi Phi hay là Phố Phạm gì đó, nói chung nhiều tên quá nha. Coi như là mời quý vị thưởng thức lại cái giọng nói thân thương của em gái ruột một thời gian của em. Cô Phạm Hoàng Phố, tự do thím Lái Dũng đặt là Phi Phi, tự Phố Phạm.
Là tự nhiều cái lắm, nói chung là cô ấy tự phong đủ thứ hết ha, nghe ha. Một cái lời này nè, với lại cô Thảo Trinh ha, cô Thảo Trinh là cô Chiên Cà Phê. Sao là từ nay trở đi á, Tố Phạm Phi chính thức đóng lại, không bao giờ phản biện lại với cô nữa. Có mở ra bao giờ đâu, chị đâu có mở ra bao giờ cho em cơ hội để em phản biện chị. Em làm gì có cửa phản biện chị hả? Hả Phố Phạm, em không có cửa. Sao vậy, chị còn chưa chính thức là gọi là phản biện em. Chị chỉ mới nhắc lại chuyện xưa của chị với em thời gian thôi mà em đầu hàng sớm vậy Phố Phạm. Đâu có vui, chị đang chơi vui mà. Tại mấy em thích chơi, mấy em thích rần rần, mấy em thích bú phem, mấy em thích nổi tiếng. Chị không có nhu cầu nổi tiếng. Chị đã bị thằng Lái Dũng nó cho chị nổi tiếng một cách bất đắc dĩ rồi, chứ chị không có thích nổi tiếng. Mà mấy em là những cái người rất là thích bú phem để nổi tiếng. Mình cuộc chơi mình còn chưa chính thức gọi là tuyên bố đây là đối thủ của tôi. Tôi cho phép cô Phố Phạm làm đối thủ của tôi mà treo cờ trắng chi sớm vậy cưng? Hay sao? Hay là chị mới đưa có một vài tin nhắn thoại của em lên, bắt đầu em sợ em chạy dài rồi hả? Không, chị chưa lên hết đâu nha. Chị chưa đưa lên hết đâu, chị mới khiều khiều nhẹ nhẹ mấy cưng chơi thôi. Mà sao rút lui sớm vậy cưng? Cưng làm gì có cửa đi phản biện chị? Mà lên tuyên bố là không từ nay là không phản biện của Zin Cà Phê, làm gì có trình độ phản biện chị cưng? Không có nghe. Bớt ngáo. Tôi xin chấp nhận chịu thua, không bao giờ phiển bạc. Đây là phiển bạc là cái gì? Phản biện. Nói câu chữ nó còn chưa tròn. Phản biện mà đem phiển bạn hả? Phản bạn. Các người không có trình độ phản biện, mà các người chỉ có một cái trình độ là phản bạn mà thôi. Tôi chọc ghẹo gì cô Phố Phạm trước? Tôi chọc ghẹo gì bà Susan trước? Tôi chọc ghẹo gì các người trước? Tới hôm nay tôi chọc ghẹo gì cô Mỹ Phụng trước? Hả mấy chị? Hay là sao? Mấy chị bây giờ mấy chị đi theo mấy con trồn lết, biết cái chữ trồn lết tôi đặt cho tụi nó có ý nghĩa là gì không? Trồn lết đọc ngược lại coi. Là mấy cái L mà nó chết rồi đó. Chết có nghĩa là xài không được rồi đó. Biết không? Cho nên rảnh, người ta dùng cái từ mà dân gian gọi là rảnh hán á. Đi kiếm chuyện người này người kia để cắn người ta đó. Chứ tôi chọc ghẹo gì các người trước? Hả Phạm Hoàng Phố? Tôi chọc ghẹo gì chị trước? Chị là con phản bạn, chứ không có biết phản biện, biết chưa? Là phản biện lại với cô. Cô Thảo Tinh. Bởi vì sao? Bởi vì cô không đủ tầm. Tôi không có đủ tầm bậy với chị. Tôi cũng nhìn nhận ra là tôi không có đủ tầm mà tầm bậy giống chị. Là cái thứ mà đi ị, không? Đi ăn lại cái bậy ị á, của chính mình phun ra. Đúng không? Ngày xưa tôi có chuyện với Lá Dũng, tôi cũng đâu đi cầu cạnh chị để mà lên binh vực cho tôi. Đúng không? Chị các người tự nguyện. Đúng không? Thậm chí các người chửi nó còn nhiều hơn tôi nữa. Chứ tôi đâu có xúi bẩy các người. Các người nói nó như thế nào? Nói nó là một thằng coi như là... Đâu rồi, để tôi đọc lại tin nhắn của chị ha. Để coi ôn lại chuyện xưa tí nha. Tại vì em thấy cái cô em ruột này của em á, là hình như là uống lộn thuốc nữa rồi cả nhà. Em đã nói rồi, đang có khán giả nhắn tin. Dạ chị yên tâm đi chị, mấy cái con cờ hó này cỡ này nó không có si nhê với em đâu. Trời ơi, tôi nói chứ cái mùa lễ, mùa phục sinh, tôi cũng muốn nghỉ ngơi để cho nó qua ngày lễ. Tôi tu mà.
Vậy mà không có muốn từ tàu hen. Để tao tôi coi coi. Hồi xưa là coi như là tôi nói ủa sao ngộ người ta Lái Dũng nó xúc phạm mình mà mình còn chưa tức, mà sao mà cái cô Phi Phi này lại coi như là còn nói khùng hơn mình với Lái Dũng vậy. Lái Dũng nó chưa xúc phạm cổ mà giống như tôi mà, đúng không? Ban đầu Lái Dũng đâu có kêu là Nguyễn Thị ơ anh Phạm Hoàng Phố Phi Phi rồi nó lên chửi đâu, là chị ba vô chị nhào vô chị chửi nó mà. Tôi đâu có xúi chị nữa, tôi hoàn toàn không xúi chị luôn. Tại vì chuyện của tôi với nó là tôi xử thẳng với nó, tôi không xúi bẫy ai hết á. Tự nhiên các người bay vô, các người chửi cho đã, các người ị ra đóng cho đã, xong về các người nuốt lại hết trơn nè. Nha, để tôi coi coi phải này không ta. Có một người có thể hỏi, Cái gì vậy? nhưng mà tại vì mình không đụng tới, đó là nắm đó. Nó không có chừa bất cứ một cái clip nào quá khứ và trong tương lai nó cũng không có. Nói gì vậy? Nghe Tôi có kể coi cho bà nghe ví dụ mà bà Susan đã kêu tôi với lại thằng Lotus đi vô làm một cái nhóm với bà không, mà tôi không chịu. cái này nó cũ Vậy rồi. thì cái này đừng nói gì hết á, giữ bí mật để tôi lên tôi coi từ từ không sao đâu. Cái này cũng cũ luôn rồi, nhiều lắm, em còn nhiều lắm. Bà nói xấu phố sau khi bà vừa mới rút cái cờ lê của tôi lại là đã bắt đầu bà đi nói xấu tôi không có làm bất cứ một cái gì từ suy nghĩ cho tới hành động lời nói việc làm luôn, chưa làm cái gì sai với bà là bà đã đi nói xấu tôi rồi bà. Cái thói này có giống phố phạm không? Cái thói của Susan Trần có giống phố phạm không? Đang là bạn bè của nhau, không có chọc ghẹo gì nhau cả. Bản thân phố phạm lúc đó có chọc ghẹo gì bà Susan không? Là đã đi nói xấu phố phạm rồi nè. Bây giờ phố phạm học cái thói đó y chang. Tôi chọc ghẹo gì phố phạm mà phố phạm đi theo bè lũ với nhau, tụ họp, tụ nhóm trên kênh của bà Susan rồi nói tôi trước. Có phải là mấy người bị cái bệnh mà chính phố phạm tự thú là bị giật mộng không? Tự này không phải là em bịa ra nha cả nhà, chính phố phạm ghi trước, em chỉ lặp lại lời phố phạm thôi. Chứ còn gin cà phê này thì đó giờ không có chửi ai hết á, không có thích chửi mà không cần phải chửi, không? Tôi là tôi lên phân tích thôi chứ tôi đâu cần chửi mấy người. Chửi chi cho nó dơ miệng. Những cái ngôn ngữ này, những cái từ ngữ này từ cái miệng của các người mà ra không à, tôi nhắc cho các người nhớ thôi. Làm sao Rồi từ từ chị hình như là chị thay thanh cúc hả, mấy cái bà đó bà thay thanh cúc hay là thu tích xịt hay là bà Nguyễn Vi đi nữa, không chào luôn, không nói năng gì hết trơn. Tôi đâu có nói cho bà nghe tại vì bà đó là bà không có quan tâm tới cái chuyện thị phi, tôi chỉ nhắm cho thật. tôi có bao giờ sau lưng chị Ti Tan Cúc, chị Thu Tết Xịt, chị Nguyễn Vi, bất cứ chị em nào trong cái kênh tôi mà tôi nói xấu họ không? Hay là chính cái người này nè, không từ một ai trong cái kênh tôi, từ chị Ti Tan Cúc, chị Nguyễn Vi, rồi gì An An, rồi Lô Tệt, nói láng hết. Giọng phố phạm của chị, đó chị Vân Nguyễn không phải chăn vẽ. Tôi đâu phải là cái loại người nói xấu sau lưng người khác. Tôi chửi ai tôi lên trên kênh tôi chửi. Tôi chửi thẳng, không có chửi sau lưng. Còn đây nè, con người của phố phạm uy tín lắm nha. Uy tín chưa? Cái người như thế này nghĩ là đủ tầm mà đi đi phản làm đối thủ với tôi phản biện không có. Hồi đó giờ tôi chỉ phản biện thằng Lái Dũng mà thôi. Bất cứ những cái kênh chửi thuê, chửi mướn nào của nó, kể cả Mỹ Phụng, tôi còn chưa để vào mắt để mà làm gọi là đối thủ phản biện của tôi mà. Tại những kẻ kia, cái miệng dơ thì có, còn cái não thì không có. Thà là vừa cái miệng nó dơ nhưng mà nó còn một tí thâm sâu hiểm độc nhưng Lái Dũng á, phản biện nó cũng đáng. Hoặc phải có trình độ cỡ bà Nắm á, mới gọi là phản biện. Còn cái loại này, các loại kia, Duyên Mai,
đâu có đủ là đối thủ của tôi đâu mà kêu tôi phản biện. Nè, nhắc lại chuyện xưa cho nhớ thôi. Anh Dũng với lại cái con Thanh Trần, nghĩa là tại sao thôi. Bà không biết tôi cũng có những cái tâm sự, tôi cũng có những cái bức xúc nữa mà tôi đâu có nói cho bà nghe. Tại tôi nghĩ là không lẽ giờ mình đi đâu cái ai làm cho mình buồn cái tôi cũng đi thuê mét trên hả? Nói ê Kim gì vậy? Cái đó là chuyện đó là tôi bị kêu là gì? Cô lập rồi Chiên, lâu rồi. Cô bị cô lập rồi. Mình ăn ở làm sao mà tự nhiên bị cô lập vậy? Tự nhiên từ cái lúc các người mà nghe lời bà xú dần tạo rất để mà quay qua cắn tôi á. Các khán giả, các chị em trên kênh có người nào chứng kiến em lôi tên từng người ra, em đi nói xấu sau lưng giống cô Phố Phạm này không? Ngay cả cổ nhắn cho em như thế này nè, mà em còn không nói tới. Em còn không nói tới, em không nhắc tên các chị đó mà em cũng không có coi như giống như là đổ thêm dầu vào lửa là mấy con mẹ đó vậy, mấy con mẹ đó thế kia. Không có. Tôi nghe bà nói như thế này, tôi đâu có chứng kiến chị Thi Tan Cúc, tôi đâu có chứng kiến là chị Nguyễn Vy chửi bà gì với tôi đâu. Họ đâu có nói xấu bà với tôi, cho nên tôi làm sao tôi hùa theo bà mà nói xấu họ. Vậy nghĩ coi, hai con người giữa tôi và Phố Phạm, người nào có tư cách hơn? Bà như thế này mà bà đòi làm đối thủ của tôi hả? Bớt ngáo. Uống lộn thuốc rồi đổi bác sĩ đi cưng nha. Chị không có rảnh để mà đi phản biện cái thể loại này. Em hiểu không? Hả? Giờ nghe nha, nghe tiếp bà Phố Phạm là ngáo cỡ nào nha. Con ca ve. Đúng rồi Duyên Mai. Chị đi làm ca ve để chị lấy tiền mua thuốc cho má của Vũ Trần chữa bệnh đó cưng. Tức sao? Đây nè, chị nói cho Dương Mai nghe ha. Cà ve là cái gì? Cà ve có phải là thể loại gái mà ăn ở không nằm ngửa lấy tiền của trai không? Vậy đang chửi ai vậy? Chửi chị Sunny Bunny hả? Chị Sunny Bunny là gái ngành mà có bằng, gọi là cái gì, có bằng cấp á. Câu chuyện của chị nó không nằm trong mà gọi là vòng vòng Việt Nam nữa, mà nằm trên tầm thế giới. Tại vì nó dính cho câu chuyện với ông tỷ phú. Người ta gọi là KV có bằng cấp á, là có giấy chứng nhận á, hiểu không? Hiểu không? Còn chị làm KV nè, ai chứng kiến? Có ai công nhận không? Công an có bắt chị chưa? Hả? Công an có bắt chị chưa? Mà chị có đi thú nhận với ai giống như là Duyên Mai á? Giống như Duyên Mai đi thú nhận với tôi là tôi nhớ coi Duyên Mai nói tôi gì ta? Cà ve là cái thể loại mà lấy tiền của cái người đàn ông phải chồng mình đúng không? Mà đặc biệt cái người đàn ông đó đang có vợ, chưa có ly dị vợ. Mà vợ ông ta bị gì? Bị tai biến nằm chỗ. Nhưng mà mình cũng đi là đầu trên mắt dưới với đàn ông có vợ để lấy tiền. Đó mới gọi là cái loại làm gái á cưng. Không hiểu không Dương Mai? Hôm nay chị dạy cho cưng. Tại chị thấy bữa giờ em lên trên mạng á, em nói chuyện mà kiểu giống như là không có giáo dục á, không có cha sinh, không có mẹ dưỡng á. Cho nên chị nói cho em nghe nè, cái thể loại gái á mà đi cặp với đàn ông có vợ, mà vợ người ta, nhất là vợ người ta đang bệnh tật, đúng không? Nằm chỗ, nằm liệt chỗ. Em đi dụ dỗ nó, em lấy tiền, thay vì cái tiền đó nó đi mua thuốc chữa bệnh cho vợ nó, mà em đi moi móc tiền của nó. Đó là em còn tệ hơn thể loại mà gái cà ve nữa, em biết không? Em biết không? Sunny Bunny, em đang chửi Sunny Bunny, bởi vì Sunny Bunny là cái thể loại gái mà có bằng cấp, được cấp giấy chứng nhận toàn thế giới là làm cái ngành. Ha? Chị chưa ai chứng kiến, công an chưa bắt chị ha. Rồi thêm nữa là cái thể loại gái á, mà gọi là gái mà bị loại từ vòng gửi xe á, bây giờ gái thối tiền á, gái mà phải trả tiền cho trai á để nó dòm ngó tới mình, kiểu như quén đi trương á, gọi là gái gì ta, gói đang trong dạng chờ đợi á, gái dự bị, hiểu không? Nên để chị phân tích cho em nghe nha Dương Mai nha. Còn em nói chị làm gái á, thì đúng rồi,
Chị không biết chị có làm gái không mà chị đi bưng bưng bê thấy mẹ, rửa chén thấy mẹ luôn. Rồi chị lấy tiền đó chị đi cho má của chị Vũ Trần á, mua thuốc uống trị bệnh. Cho nên chị làm phước rồi. Đúng không? Chị lao động, chị lấy đổ mồ hôi ra, chị lấy tiền chị cho má chị Vũ Trần mua thuốc uống. Còn em là cái thể loại mà moi tiền đàn ông, mà đàn ông có vợ mà đang bị bệnh nằm một chỗ, đúng không? Moi móc tiền của nó thay vì tiền của nó để nó đem về nó chữa bệnh cho vợ nó. Đó là ác đức lắm Duyên Mai, biết chưa? Dạ không, không có đủ tầm, và tôi thấy càng ngày cô càng rất là thấp kém. Cho nên ôi trời ơi, thì tôi đâu có đủ tầm đâu, đâu có đủ tầm bậy như cô Phố đâu. Nghe tiếp coi thấp kém nha. Mà chính cái vụ mà chị Vũ Trần á, là tôi thôi chuyện bỏ qua rồi, tôi không nói luôn với bà Nguyễn Vi, với là bà Nguyễn Trần tôi không nói luôn. Tôi mà không nói trước với bà Nguyễn Vi là bà Nguyễn Vi á là đưa tiền cho bà Vũ Trần rồi, nhờ tôi nói với bà Nguyễn Vi á, bà Nguyễn Vi mới không có bị đưa tiền cho bà Vũ Trần. Nhờ tôi nói với bà Nguyễn Vi, bà Nguyễn Vi mới không đưa tiền cho bà Vũ Trần. Ủa sao bà biết mà bà nói với bà Nguyễn Vi để bà Nguyễn Vi không bị bà Vũ Trần lừa tiền? Tại vì tôi đó, tôi biết bà Vũ Trần đi lừa tiền nhiều người, nhất là những khán giả của tôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều có nên là vạch mặt bà ra hay không. Và tôi cũng cân nhắc rất kỹ coi cái người nào tôi nên nói và người nào không. Tôi chọn có một hai người à. Nhất là bà, hai là Trang Vẽ, ba là một cô khán giả nữa. Chỉ có ba người thôi, tôi nói mà tôi cũng không nói nhiều. Bà khen tôi quân tử mà. Tôi chỉ nói vậy nè. Chơi với chị Vũ Trần, giao lưu ok. Đặc biệt đừng bao giờ cho chị mượn tiền. Bà hỏi tôi tại sao, tôi nói không. Chỉ cần biết vậy là được. Tôi đâu có đi nói xấu bà Vũ Trần đâu. Mặc dù bà xấu tà le đó. Bà nghe tôi nói, bà mới lật đật bà nói cho bà Nguyễn Vi là đừng có cho bà Vũ Trần mượn tiền. Bà Nguyễn Vi ngay lập tức, chừng mấy tiếng sau nhắn tin lại cho bà. Sao bà hay quá vậy Phố? Bà Vũ Trần mới hỏi mượn tiền tôi kìa. Tại sao những cái chuyện tôi biết các người là cái thành phần lừa đảo gian dối bẩn bựa không có tư cách, nhưng mà bởi vì mang cái tiếng là bạn của tôi trên cõi mạng này, ai cũng biết các người là bạn của tôi, tôi phải bao che cho các người trước đó, đúng không? Tôi đâu có môi móc các người ra đâu. Tự nhiên các người bị ngứa hả? Bà rú dần bị ngứa hả? Hay bị giật giật? Tụ năm tụ ba tụ năm tạo nhóm để mà nói xấu tôi trước nè, chứ tôi có đụng chạm gì tới các người, phải không? Mới nói bả xong cái xuống đi ngủ một đêm thôi, một đêm trăng sáng lung linh qua ngày hôm sau luôn. Chị Nguyễn Vi gọi điện thoại cho tôi luôn, mới nói cảm ơn em nha, em không nói là chị Vũ Trần mượn tiền rồi đó. Cảm ơn bà chứ đâu có cảm ơn tôi. Nhưng mà tôi mới là cái người chận ngay, chận trước để giữ tiền lại cho các người. Mà bây giờ các người quay qua cắn tôi. Cắn tôi thì muốn rách dép luôn à. Sao vậy? Hả? Sao vậy? Nghe tiếp nha. Để coi con người của mình nó có đủ tỉnh táo không nha. Phạm Hoàng Phố, Phi Phi. Từ nay trở đi cô muốn làm cái gì cô làm. Ủa tôi làm gì tôi làm chứ, chị là má tôi hả? Chị kêu tôi đừng làm này đừng làm kia, cái tôi nghe lời chị không có. Chị kêu tôi đừng có lên binh vực bà nắm kìa, đúng không? Chị kêu tôi đừng tham gia vô nội bộ đa đề, đừng có nói gì, đừng có mà có chung là đừng có tiếp tục lên binh vực bà nắm nữa. Tôi đâu phải con chị đâu. Tôi là chủ kênh, một cái kênh YouTube mà tôi đã nguyện là tôi lên làm YouTube, tôi không có nói xạo, nói láo, nói dấp. Tôi nói những gì tôi nghĩ. Tôi thấy bà Nắm với Minh Tú làm đúng. Tôi thấy họ cũng là nạn nhân giống như tôi, là những cái con người bị cái thằng Lái Dũng nó xúc phạm. Tôi đứng về phía họ, đó là quyền của tôi. Bà nghĩ bà là ai mà bà kêu tôi là cô muốn làm gì cô làm.
Ủa bà cản tôi được hả? Như cái chuyện là bà treo cờ trắng nè, tha cho bà hay không á là quyền của tôi nè. Bà treo cờ trắng, bà xin chịu thua chưa chắc tôi buông tha cho bà. Tôi thích thì tôi lên tôi khịa bà đó. Rồi sao? Nghĩ mình có đủ tầm đâu. Mình có tầm nhưng mà tầm bậy đó. Tầm bậy, tầm bạ. Cũng muốn nói cái gì, cũng nói, cũng muốn làm cái gì, cũng làm nha. Nói cái gì nữa. Và Phi Phi không bao giờ phản biện lại với cô chiên cà phê với lại cô. Phản biện có lại đâu mà phản biện. Tôi mới có mở lên một hai cái gì, cái tin nhắn thoại của chính cô gửi tôi thôi là cô đã rần rần lên rồi. Làm sao suối thằng Lotus, suối chăng vẽ thiếu người này kia tung tin nhắn tôi ra, lôi mấy cái clip cũ của tôi lên nói, lôi những hình ảnh của tôi lên nói, là các người mới rần rần đó, hiểu không? Tôi mới có khiều khiều nhẹ nhẹ thôi là các người nhảy đổng đổng lên nước sôi chảy hẻm các người rồi. Tôi mà chơi hết mất là các người chỉ có nước sang chấn tâm lý đi vô nhập viện giống bà Susan luôn. Sao? Susan câm họng rồi đúng không? Đúng không? Tôi nhịn lâu lắm về cái bà chồng già đó. Tôi nhịn bà lâu lắm rồi. Nè, nhắc cho nhớ nha. Thời điểm tôi còn đứng lên binh vực chị Susan á, thằng Lái Dũng tức lắm, nó nói tôi làm sao hai con rắn thanh sạp xà. Nhưng mà theo nó quánh giá đó, là không chừng con rắn nhỏ đó, tức là tôi á, hai con này mà nó có chuyện nhau, con rắn nhỏ này nó nuốt con rắn kia là chết ngắt á. Là nghĩ là các người có hiểu được cái điều gì không? Hơn ai hết thằng Lái Dũng nó thừa biết giữa tôi và suối Trần Trần á, suối Trần Trần không có cái này. Nó ngán là nó ngán tôi, chứ nó không có ngán chị. Các người đủ level để mà phản biện tôi được không? Không. Tôi thì tôi không có rảnh thôi, tại vì tôi không có nhiều thời gian mà lên làm ba cái trò mà vớ va vớ vẩn giống như các người. Tôi thấy cái gì đáng tôi mới nói, đúng không? Cho nên chọc ghẹo tôi chơi láng à. Cô treo cờ trắng hả? Tôi thích thì tôi khịa cô đó. Ha. Cô muốn tôi buông tha cô, tôi thích thì tôi tha. Cô ăn năn sám hối đàng hoàng, đúng không? Cô tự biết là cô đã làm những cái chuyện sằng bậy. Bởi vì cái hành động mà ị ra liếm lại của mình, của các người, của cái nhóm các người đã làm cho không chỉ là những khán giả, những anh chị em trong kênh, họ đi hết ngỡ ngàng này tới ngỡ ngàng khác, họ thật sự cảm thấy sốc bởi vì cái sự tráo trở của các người. Mà thậm chí những cái đứa mà gọi là bại tướng của tôi á, cái đám nguyên cái đám biệt đội diệt trồn á, chưa có động được cọng lông chân của tôi. 22 kênh cũng Lái Dũng chưa động được cọng lông chân của tôi. Tôi vẫn sống phay phay vậy đó. Thì các người nghĩ coi, bây giờ các người quay lại đi bỡ đích cho thằng Lái Dũng, thì cái đám đó nó có gọi là nó có tôn trọng các người không? Ừ? Cho nên á, Lái Dũng nó nói một câu vậy nè, giống như một cái con quái vật á, mà biết nó là quái vật rồi mà tự động quay lại nộp mạng cho nó đó, thì ráng mà bỡ đích nó cho tới cùng ha. Ráng nó nói cái gì, nó kêu con chó là con mèo thì các người cũng phải dạ dạ con chó con mèo, chứ đừng có dại dột quay lại cắn nó một lần nữa. Tại lúc đó là trên toàn cõi mạng này á, họ coi các người không ra cái thứ giống ôn gì hết, có biết không? Nha nha, nghĩ như sao, nghĩ mình là ai vậy Phúc Phạm hả? Cô Thảo Trinh, bất cứ một cái gì nữa cô muốn làm cái gì cô làm, bởi vì sao? Không đủ tầm, và tôi cảm thấy rất là nhục nhã. Có biết nhục không? Đâu có biết nhục. Không có biết chữ nhục nó đánh vần là như thế nào. Nhục là sao? Không có ị ra ăn lại cái lời của mình. Biết con Phố Phạm, Phạm Hoàng Phố hả? Phi Phi, khi mà biết làm bạn với cô, cái thứ hai cô... làm bạn với tôi mà cô đã cảm thấy nhục, thì cô quay qua cô bỡ đích cho cái thằng mà cô chửi nó còn tệ hơn một cái con gì trên cõi đời này á,
thì nó còn đi xuống dưới thậm chí cả cái chữ nhục luôn rồi đó, Phố Phạm. Nếu mà cô biết chữ nhục nó viết ra làm sao, mà tôi nghĩ chắc không có đâu. Cô không có đủ cái tầm để mà nhận ra chữ nhục nó viết như thế nào, đánh vần như thế nào, và nó định nghĩa của cái chữ nhục là như thế nào. Nghe. Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tôi đi theo cô tới cùng. Đi theo bả làm chi vậy? Liếm đít bà hả? Chui lỗ chó vô nhà bả không được. Bây giờ đòi đi liếm đít bà hả? Đi theo bả hoài vậy? Bà đâu có thèm liếm xỉa gì cái cô đâu. Bà lên bà phản biện ai chứ, thậm chí Phố Phạm bà không cần liếm xỉa, bà phản biện nữa. Mà đòi đi theo người ta làm chi vậy? Theo liếm đít người ta à? Tỉnh lại giùm cái. Tôi lại khác. Tôi bỏ qua cái cô Thảo Trinh này ha. Trời ơi. Uống thuốc chưa? Uống thuốc chưa? Khai cho kỹ. Hen. Với lại cô chiên cà phê này, cũng làm gì cô làm gì cô chiên cà phê. Ủa tôi làm gì tôi làm bữa giờ mà. Tôi thích nói thì tôi nói mà. Tôi thích ủng hộ Minh Tú, tôi thích ủng hộ bà Nấm, tôi làm mà, ai cản được tôi. Hả? Bà ổng là cái gì đó. Bà nhắn cho tôi nè, một đống tin nhắn nè. Bà khuyên tôi là cái gì? Đừng nói này, đừng nói kia. Tôi coi cái lời nói của bà từ tay này qua tay kia. Tại vì tôi thấy nó vớ vẩn á. Còn bà còn nhớ cái lời bà nói không? Là sau đó là tới bà Tưởng Lê và liên lạc với Chim nói chuyện dĩ trưng live đó. Cái này là tôi không có liên lạc với bà nha. Bà công nhận không? Tôi không hề liên lạc với bà hay là không có nói gì với bà cũng không có nói gì chuyện xấu về chuyện Vũ Trần nữa đâu. Mà tự tôi... Nghe rõ chưa Vũ Trần? Nghe rõ chưa những cái con người kia? Phố Phạm nè, nói nè. Tôi chưa từng nói xấu gì bà Vũ Trần. Tôi chưa từng nói xấu bất cứ chị em nào trên cái kênh của tôi. Vậy sao các người bị giật cái gì vậy? Bị ngứa cái gì vậy? Hả? Làm người không muốn. Muốn chịu làm kiếp cờ hó đúng không? Thì tôi xin lỗi các người này. Bây giờ tôi chính thức tôi xin lỗi các người nè. Tôi xin lỗi các chị em cờ hó nè. Hồi xưa tôi cố gắng. Tôi giữ các người ha. Tôi khuyến khích các người để làm kiếp con người. Nhưng mà tôi đã sai lầm rồi, bởi vì các người làm người không lâu mà quay trở lại làm kiếp cờ hó. Tôi xin lỗi là tôi đã sai. Bởi vì tôi đã từng coi các người là bạn. Tôi đã từng đối xử với các người rất là thật lòng. Cho dù các người sau lưng là chửi nhau, nói xấu nhau như thế này, tôi không phải tôi nghe lời bà, xong tôi qua tôi nói bà Vũ Trần, bà Phố Phạm nói bà vậy. À, chị Ti Tăng Cúc ơi, bà Phố Phạm nói chị vậy. Chị Nguyễn Vi ơi, bà Phố Phạm nói chị làm vậy. Tôi có làm không? Không hề. Bà tự thú nè. Cảm giác tôi nói, tại vì tôi lên cái kênh của bà Tưởng Lê, tôi thấy chị Vũ Trần cà khịa, không phải cà khịa, vẫn như màu... Khi làm màu chài phải không? Khi làm mài tròn cái gì? Mài tròi, mồi chài, tiếng Việt nói cũng rành nữa, đòi phản biện tôi. La liếm á. La liếm luôn, nè. Hỏi. Nói Phố Phạm, nói Vũ Trần là la liếm nè. Tiếng Việt nói cũng rành mà đòi đi phản biện tôi ha. Ráng học hành, ráng đào, củng cố lại lắp cái não vô. Không, tu luyện thêm ngàn năm nữa rồi đủ trình lên phản biện với chị nha cưng. Chứ cỡ này thì thua rồi. Từ ngữ tiếng Việt của ông cha mình đánh dần còn rõ. Nói cũng ra tròn vành rõ chữ kia đòi phản biện với tôi. Đâu ra vậy? Hả? Anh Tiền Giang liền. Em thấy anh Tiền Giang có nói chuyện với lại chị Nguyễn Vi. Với lại tình cờ có nói là trên Facebook gì đó. Anh cho em Facebook của chị Nguyễn Vi được không? Tại vì Phố thấy chị Nguyễn Vi quá hiền lành. Phố làm, Phố tự là bà tào lao. Tôi tào lao, tôi tào lanh, tôi bao đồng. Tự mình nói với tôi không có nói. Tự mình biết mình tào lao, mình tào lanh, mình bao đồng. Tự mình nói tôi không nói. Tôi chưa từng xúc phạm cô trước mà Phố Phạm.
Cô ăn trúng gì vậy? Ăn trúng bả của ai vậy? Mà tự nhiên cô lên cô vậy vậy? Cỡ cô chỉ có nhiêu đây thôi nha. Cỡ cô chỉ có nhiêu đây thôi. Để tôi dành thời gian, tại vì hôm nay em like không có lâu. Tôi dành thời gian để mà tôi mà nói cái chuyện cái người chị em nè. Các người chị em nè. Nha. Đâu? Cái chị gì à, chị Mỹ Phụng. Hôm nay dành thời gian nói chị Mỹ Phụng nha. Mà cái like của chị còn đăng like nữa, nhưng mà tôi không có rảnh nghe hết đâu, tại vì chị vớ va vớ vẩn quá à, không rảnh. Nhưng mà tôi chỉ cắt một khúc để mà tôi nói chị thôi nha. Nghe chị Mỹ Phụng nói nè quý vị. Đúng rồi, chứ không phải đơn giản. Một là nhìn vô cái khối tài sản của Nguyễn Tiến Dũng. Tại vì bà Hoa bà đâu có của cải đâu mà nhìn vào. Nhìn vô khối tài sản của Nguyễn Tiến Dũng. Tài sản gì vậy chị? Tôi nghe nói nó là xe trả góp. Cái hip shop á, là vốn đầu tư toàn bộ của ông Uy Nguyễn. Còn cái nhà nó đang ở thuê, nó đang ở mà gọi là dạng như chó chui cầm chạng á, là của bà Mai chủ Ngự Bình. Đúng không? Cho nên nó không có cái chinh răng dưới bình xăng, nó cũng không có cái gì đâu. Cái quán Ngự Bình của chị Mai, cái nhà nó đang ở là đứng tên chị Mai. Con cái chị Mai á, là không cho phép mẹ đi kết hôn với Lái Dũng đó. Cho nên nó chỉ là sống kiếp chó chui gầm chạng thôi. Nó mới vừa làm ca sĩ có tuổi mà không có tên, rồi lên làm coi như là YouTuber đó. Mà cái kênh mấy cái kênh trước á là coi như là chết ngắt rồi. Mới cái kênh xa mới được kiếm tiền thôi. Nó có cái đách chó gì mà gọi là khối tài sản hả Mỹ Phụng? Đừng có bị những cái hình ảnh hào nhoáng bên ngoài nó lòe. Mở não ra. Nếu mà nó có khối tài sản đó, sao nó lên nó cái gì nó cũng xin tiền cộng đồng mạng á vậy? Nhà từ thiện à, có cái tâm thiện giúp đỡ hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, mà Mạnh Thường Quân gửi tiền cho nó để nhờ nó gửi tiền về Việt Nam, mà những cái coi như là cái tiền phí dịch vụ có mấy chục đồng mà nó còn xin cộng đồng mạng nữa mà. Vậy tài sản của nó ở đâu? Tôi nói thiếu điều chỉ có cái quần slip á, là nó chưa lên xin để nó mua thôi. Chứ nó không có cái gì cả. Nó là cái thể loại mà bình trên răng dưới bình xăng á. Còn đi qua Nhật á, muốn ăn ở chùa đó, đi chơi, đi du lịch mà không dám bỏ tiền khách sạn, nhờ cái đứa em này á, đặt giùm xong định nuốt luôn, định quịt luôn à. Rồi xong nhỏ em này nó thấy mất dạy, MMD quá, chửi bà xú xình già quá. Nó ghét nó lên nó đòi tiền lại, xong cái du khống cho nó làm gái ngành à. Trời ơi, cái tiền khách sạn có 200 mấy chục đô đi du lịch mà không dám bỏ ra. Tính ăn không gì đó. Mà tài sản cái gì hả Mỹ Phụng? Nhìn vào cái phía tài sản của Nguyễn Tiến Dũng trước cái đã. Nguyễn Tiến Dũng làm gì thua chịu. Tào lao. Đứa nào mượn Minh Tú ra để nhằm hại thằng Lái Dũng? Khai nghe coi. Đứa nào xúi Minh Tú đi kiện? Khai cho cộng đồng mạng nghe coi. Không chừng cô Lan 2L bên Củ Chi đang giật giật lên đó. Tại vì chính cô Lan thú nhận là Do Đa Đề khởi xướng mượn Minh Tú ra để đi thương Lái Dũng. Mà Mỹ Phụng muốn biết vô bà nắm bà mở lên cho nghe những cái lời của cô Lan 2L, của thú nhận đó, Thảo Vũ thú nhận đó, là chính họ là muốn ủng hộ cho Lê Thanh Minh Tú nó đi thưa bà Hoa với Lái Dũng. Hỏi mấy người đó là mượn Minh Tú ra để tính làm gì vậy? Tính kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp chứ làm gì? Nhưng mà bị ngay một cái là có đâu cái bà kỳ đà cắn mũi là bà Quỳnh. Có bà tham gia vô, bà lập ngay cái trade account. Mày tụi bay khỏi lên quyên góp. Tụi bay khỏi ăn chi trong đó. Ăn chi không được.
Toán cúp bế nó sùng sộ lên. Nó thấy đâu mà chị Tố Nga, người chị thân yêu, về đây bên nhau. Không, 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 để tôi mở cái này lên nè. Nói là phải có cái này. Nè, cớ sự ngày hôm nay là vậy nè. Quay hoài trời, mạng dở quá. Ủa, sao nó không lên ta? Đợi em xíu nha, em mở bài hát của ông Toán cúp bế lên nha cả nhà. Giờ em xíu nha, cái mạng nó hay. Do thằng Toán cúp bế, cái vụ kiện này ra đề khởi xướng là la làng lên là muốn lấy Minh Tú ra. Đem Minh Tú ra là một cái cớ để đi kiện bà Hoa với thằng Lá Dũng, đúng không? Rồi thằng Toán cúp bế á, nó thấy là chị Tố Nga, cái người mà về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa đó, đó 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 đó, sao mà Tố Nga bỏ ra lượt 10.000, không cho nó, không qua nó. Thảo Vũ 5.000, chị Tammy Z tôi 12.000. Các người đi gom góp của Nhận Mạnh Thần Quân ra được số tiền đó mà không đưa cho nó, đúng không? Nó quay hoài, nó không chạy nè. Em bực mình, cái Zalo của em muốn chết không à. Nó quay hoài, đợi xíu nha cả nhà. Đây nè, đây nè. Không, không có đưa cho nó, cho nên nó rần rần lên. Nó đi rỉ tay bà Sunny Bunny đừng có góp tiền vô. Rồi nó lấy cớ lên, nó phản biện bà gì, bà Thọt Sĩ. Lấy cái cớ phản biện bà Thọt Sĩ, nhưng mà chọt luôn bà Nắm, là yêu cầu bà Nắm sao kê đó. Chị mới Nga ra cái sự. Chị Thúc Nga, hôm nay em quyết định bảo vệ chị Thúc Nga đó nha. Ôi. À, chị Thúc Nga cứ muốn về đây bên em, ta nói lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua ta gói ghém vào kỷ niệm, hôm nay chị đành khui ra. Ê, chị Quỳnh ơi, câu hát này của em bản quyền đem về giới thiệu quảng cáo cho em đi, để cho ai đó tập chơi. Chị Quỳnh ơi, chị Quỳnh đó, cái câu hát này của em á, đem về kênh của chị quảng cáo cho rộng rãi ra nha. À, để cho ai đó tức chơi giống lại hết á. Chị Thúc Nga ơi, chị Thúc Nga, chị có muốn về đây bên em không? Về đây bên em. Chị Thúc Nga ơi, là chị Thúc Nga đó. Hôm nay quyết định bảo vệ chị Thúc Nga đó nha. Đó. Chị Thúc Nga có nghe không? À, chị Thúc Nga có muốn về đây bên em, ta nói lại tình xưa. Hay quá Tấn ơi. Tình mà bao năm qua ta gói ghém vào kỷ niệm. Hay quá à, cân hôm quá à. Hôm nay chị đành khui ra. Ê, chị Quỳnh ơi, câu hát này của em bản quyền đem về giới thiệu quảng cáo cho em đi, để cho ai đó tập chơi. Cân quá à. Toán cấp bé cân quá à. Đúng không? Thương dễ sợ luôn á. Ai tức về Toán cúp bế hát cái câu này á, là coi chừng Ngọc Tâm Thần nó tức à. Ngày xưa nó đòi, nó đề nghị, nó cho có 10 triệu một tháng à. Toán cúp bế chửi nó sắp mặt lờ luôn. Mà bà mà cái chị Tố Nga, thấy không, 10.000 không cho Toán cúp bế. Nó lên nó năn nỉ chị nè. Nghe nè chị, mở thêm tí nha. Hát hay quá Toán ơi, cân quá à. Chị Quỳnh ơi, chị Quỳnh đó, cái câu hát này của em á, đem về kênh của chị quảng cáo cho rộng rãi ra nha. À, để cho ai đó tức chơi giống lại hết á. Ngọc Tâm Trần nó sắp đó. Chị Quỳnh ơi, chị có muốn về đây bên em không? Về đây bên em, ta nói lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua ta gói ghém từng kỷ niệm. Hay quá à. Mai dấu trong mờ phai.
Trời ơi, phai dấu con đường xưa. Đúng không? Phai dấu con đường xưa. Hát mà quên lời. Ca sĩ mà đi hát mà quên lời là trở thành cái nghề ca lẻ đi cân. Nha. Nha. Rồi, mở tiếp cho quý vị nghe chị Mỹ Phụng nha. Sao dạo này chị Mỹ Phụng đang tỉnh, chữa đúng thầy đúng thuốc, tỉnh rồi thời gian rồi mà bây giờ lại kéo tiếp vậy chị? Chắc còn kiện bà Hoa có gì mà kiện. Chính xác, bà Hoa có cái khỉ gì đâu mà kiện. Thảo Vũ trả lời, cô Lan trả lời giùm coi, tại sao lại Suối Minh Tú đi kiện bà Hoa? Bà Hoa đâu có cái gì đâu mà kiện bà. Trả lời giùm em có quý vị. Vậy đó mà chim cà phê lên binh bất chấp. Tôi đâu có binh bất chấp. Hả? Tôi đâu có binh bất chấp. Tôi thích tôi binh. Không có binh bất chấp cái gì cả. Là ủng hộ bất chấp. Ủa trước đây sao ủng hộ? Vì ủng hộ vì cái chỗ đơn thương chị phải không? Vì... Ừ. Ở trước đây cũng có ủng hộ Minh Tú. Ở trước đây không biết bà Quỳnh, mà trước đây còn đi phản biện bà Quỳnh nữa. Nhưng mà sau từ ngày mà thấy thằng Lái Dũng nó lòi cái bản mặt nó còn dơ hơn cái chữ dơ á, mới hiểu ra nhiều điều. Hiểu không? Chị ghét Nguyễn Tiến Dũng cho nên bà ủng hộ cái vụ kiện cơ để đẩy ông Tiến Dũng vào một cái nơi mà mình cần, mình ghét người ta muốn đẩy người ta, hay là mình ghét Nguyễn Tiến Dũng muốn lấy tài sản cho người ta. Tôi ghét Nguyễn Tiến Dũng đó rồi sao? Tôi mà có khả năng tôi đẩy được nó vô cái chỗ mà tôi nghĩ là nó xứng đáng để vô á, tôi làm liền luôn á. Mỹ Phụng, hên cho nó đó, là tôi đang ở bên Nhật chứ không có bên Mỹ, mà tôi cũng không có rảnh để mà tôi qua bên Mỹ, hoặc là tôi không có những đa đề mà rảnh tiền giống như Thảo Vũ Music tài trợ để mà tôi đi tôi kiện nó, đúng không? Tại vì mà đa đề mà tài trợ cho tôi với bà Nấm á, thì không có kêu gọi được Mạnh Thường Quân, tôi biết mà. Nhưng là lấy Minh Tú ra. Bởi vì bao năm nay Minh Tú là cái con gà đẻ trứng vàng. Lấy Minh Tú ra, có dính dáng với Thiền Am thì mấy người mới đi quyên góp được. Cho nên cái lẽ đó là cái nguyên do tại sao mà có dính bà Quỳnh vô các người nòi nhảy động lên liền à. Đúng không? Vậy không? Vậy ừ. Rồi sao? Đi làm thì không làm. Ừ. Đi làm để có tiền, có bạc triệu bạc. Tôi có đi làm nha. Làm công việc gì cũng là đi làm nha. Nha. Thật ra Minh Tú với bà Nấm á cũng có đi làm đó. Làm YouTuber. Được không? Cái đó là một ngành nghề đã được chứng nhận trên toàn thế giới, và đặc biệt là làm YouTuber đó, mà được chọn làm đối tác của YouTube đó, là đóng thuế đàng hoàng 30%. Đó là một cái nghề người ta có đi làm đó, chứ không ai rảnh ở không hết á. Không ai ở không mà ngồi đó rảnh hán đi cho tiền người này người kia để kêu người ta lên chửi hỏng những cái người không có liên quan tới mình. Giống như cái kiểu mấy con trùng lết á, mấy con trong biệt đội săn trồn như Wendy Trương á, mấy con đó nó mới rảnh, hiểu không? Trăm bạc ngàn với người ta thì không, ngồi đó chờ người ta kiện thôi. Đó giống như kẹo ngọt đó. Rồi sao? Chạy vào kiện Nguyễn Tiến Dũng bây giờ kiện thắng không? Bà kẹo ngọt không phải là gọi đi kiện Nguyễn Tiến Dũng, mà bà đòi yêu cầu tòa một cái track gọi là restraining order, tức là một cái lệnh cách ly. Không, cái đó chưa phải là gọi là kiện nha. Người bên Mỹ, sống ở bên Mỹ phải hiểu được những cái định nghĩa chuyên môn mà nó thuộc về pháp luật nha Mỹ Phụng nha. Đừng có bắt chước bà Suối Dần, không biết cái gì mà lên liên thoa liên thuyên á. Thắng kiện không? Chưa xử. Mà cái vụ kiện đó không phải là kiện sao mà thắng với thua, chỉ là tòa đồng ý hay không đồng ý thôi, hiểu không? Ma Vũng Tàu là ngày 2 tháng 4, đợi đi cưng. Tới đó mới biết thắng thua. Mà tôi nghĩ gì nè, cái vụ của Ma Vũng Tàu á, chưa biết thắng thua.
Nhưng mà chắc chắn sau cái phiên tòa ngày 2 tháng 4 này đó, sắp tới đó, thì chắc chắn sẽ có một bên kháng cáo à. Tôi không biết là Lá Dũng hay là anh Mai Vũng Tàu sẽ kháng cáo, đúng không? Trong trường hợp Mai Vũng Tàu thắng thì Lá Dũng nó sẽ kháng cáo. Mà trong những mà nếu mà anh Mai Vũng Tàu anh thua thì anh kháng cáo. Mà nổi cái đơn kháng cáo một cái là Lá Dũng lại tốn thêm mớ tiền đi hầu kiện đó. Nó ăn không ngon ngủ miên á. Trong khi ông Mai Vũng Tàu ông quăng đơn kiện cho nó rồi ông để đó ông đợi. Trong đó ông vẫn đi kinh doanh, ông vẫn đi kiếm tiền, ông có cơ sở làm ăn tiền ông đầy. Ông không cần lên trên mạng ông kêu gọi quỹ pháp lý giống như Lá Dũng đâu. Cho nên mày muốn kiện cỡ nào tao hầu tới đó. Có ai khổ, có ai lỗ, biết chưa Mỹ Phụng? Hay là cái vụ kiện nó kéo dài năm này qua tháng nọ. Kéo dài thì thằng nào mới chết? Mai Vũng Tàu không có điều kiện kinh tế. Mày chơi tới đâu tao chơi khô máu mày luôn. Còn Lá Dũng hở tới cái tiền mà đi gửi tiền về cho từ thiện mà còn xin mấy chục đồng, xin Mạnh Thường Quân nữa, nó có cái gì? Hả? Nó có cái gì? Nó còn hơn, nó chỉ thiếu điều gọi là thằng ăn mày mà có cái mát bóng bẩy một tí là ca sĩ thôi. Nghe không? Chắc chắn. Cái này Mỹ Phụng nói đúng nhất nè. Sống mà cứ lo đi hại người ta, muốn đẩy người ta vô con đường cùng, muốn lên mà đem danh dự người ta ra chà đạp, giống như cái kiểu thằng Lá Dũng với bà Hoa đó vu khống cho Minh Tú cái vụ 6.000 đô đó, có phải là hại, muốn hại người ta không? Có phải muốn hại người ta không? Cho nên muốn hại Minh Tú, bây giờ cái quả nó đi ngược trở lại đó. Thì tại sao trách người ta à, tại sao đưa đơn kiện chi vậy? Sao đi thưa bà Hoa, sao thưa Lá Dũng chi vậy? Ủa mấy người không bày ra trò 10 cái bill 6.000 đô để nhục mạ Minh Tú, hạ uy tín Minh Tú, không cho nó con đường sống, thì sao các người nhận cái quả này? Chửi người ta đường người ta đi thưa cái là la làng lên, nhảy đổng lên là sao hả Mỹ Phụng? Mỹ Phụng có cái này không? Để mà Mỹ Phụng nghĩ cho kỹ coi, mình có phải là đang binh vực cho thằng Lá Dũng một cách bất chấp không? Gọi là cực đoan không Mỹ Phụng? Tội nghiệp đâu, trời nào mà ủng hộ cho những kẻ ác tâm. Chính xác. Trời không bao giờ ủng hộ cho những kẻ ác tâm. Cho nên trong khi những cái người mà bị vu khống á, giống như tôi, giống như bà Nấm, giống như Minh Tú, giống như những người khác á, ăn rất ngon, ngủ rất yên, mở mắt ra sáng có tôi đi làm, tôi về tôi chăm sóc con cái, tôi vui vẻ với bạn bè. Minh Tú nó cũng đi nhậu suốt ngày, nó cũng vui vẻ, bạn bè có người chia sẻ với nó, không ai nhìn Lá Dũng hết á. Mở mắt ra là không biết khi nào trách tòa tới tìm mình. Không ai như bà Hoa hết á. Lúc nào cũng gọi điện người này người kia. Ôi trời tôi sợ quá, trời tôi xin lỗi, ôi tôi bị chúng nó chửi nhiều quá, cộng đồng mạng chửi tôi nhiều quá, tôi đã xin lỗi rồi, tôi đã xin lỗi rồi. Ăn ở có phúc có đức quá, không? Mới bị vậy đó. Chứ bà nghĩ tôi coi, tôi vẫn đẹp, các người chửi tôi vẫn đẹp, tôi vẫn khỏe mạnh, tôi vẫn đi làm. Vậy đủ hiểu ông trời ông có mắt chưa? Hả Mỹ Phụng? Trời nào mà ủng hộ cho những kẻ mà có thâm tâm muốn hại người khác, ông trời ông không giúp cho những kẻ. Chính xác. Mà ông trời ông nhìn ông thấy ông hiểu. Chính xác, cho nên thằng Lá Dũng là cái thằng chỉ đứng sau bà Nguyễn Phương Hằng trong cái vụ ăn nhiều đơn. Cái điều đó ông trời ông đã mở mắt cho chúng ta đó Mỹ Phụng. Tuy nhiên chỉ có những người mà giác ngộ á, nhận ra cái lẽ thường tình của đời á, gieo nhân thì gặp quả, đúng không? Còn những người mà còn u mê mê cù cù cạc cạc như Mỹ Phụng á, tới giờ này vẫn còn binh vực bất chấp nè. Nhận ra chưa? Có nhận ra được cái độ thâm hiểm của ông Lá Dũng chưa? Hả? Ông thấy người nào tốt mà để ông
ông ban phước lành cho người đó, chứ không có ông trời nào mà đi đồng hành với những cái người mà có cái kẻ mà thâm sâu thâm độc để mà hại người chính ta. Xác. Cho nên cho dù tôi trải qua biết bao nhiêu sóng gió, biết bao nhiêu sự phản bội, nhưng mà tôi vẫn còn khán giả. Tôi vẫn còn những anh chị vẫn rất là tin tưởng vào tôi. Bất cứ những cái biến cố nào nó xảy ra ha, những cái sự coi như là dập dùi gió bão đến đó, nhưng mà con thuyền của tôi vẫn vững tay chèo. Tại vì Mỹ Phụng biết sao không? Trong gian nan mới thử sức người, trong khó khăn mới biết lòng người, và trong những cái lúc như thế này nè mới chọn lọc ra những cái loại nào là loại cờ hó, và những người nào mới thật sự là người, chứ không phải là loại cờ hó mà đội lớp người. Mỹ Phụng có hiểu điều đó không? Cho nên sao mà bao nhiêu fan, bao nhiêu kênh, bao nhiêu kênh dập dùi đánh phá tôi vẫn tỉnh bơ vậy Mỹ Phụng? Bởi vì sao? Cái gì thật là thật, cái gì giả là giả, không bao giờ lộng giả thành chân được. Hiểu chưa? Rồi tự nhiên á, Chiên Cà Phê đang đồng hành với chị Xu Dịch Dần, hai chị em đang vui vẻ quay lại ủng hộ người khác được chửi. Cái này nè, mở cho Mỹ Phụng nghe nha. Tự nhiên tại sao hai chị em đang đồng hành rồi quay qua ủng hộ người khác chửi nhau, nghe nha. Tôi có kể cho bà nghe cái vụ mà bà Susan đã kêu tôi với lại thằng Lucas đi vô làm một cái nhóm với bà không, mà tôi không chịu không? Chị có nhớ không? Tôi kể bà nghe rồi đúng không? Cái đó là bà ghim mình rồi, bà ghim tôi. Bà muốn lôi kéo. Tôi không có làm cái gì hết trơn á, tôi không hay ho hay cái gì hết trơn, nhưng mà bà muốn kéo một cái đồng minh để được bà điều khiển. Mỹ Phụng banh não ra nghe. Tự nhiên đang đồng hành với chị Xú Dinh Trần rồi đi ủng hộ người khác quay qua chị cắn tôi đó. Đây nè, tôi có Phố Phạm làm chứng nè, tôi đâu phải là người kiếm chuyện chứ, đúng không? Chị Xú Dình chui lỗ chó vô bà kênh bà nắm bợ, muốn là đưa xin cái chân bợ mông cho bà, rồi xin làm chứng trong cái vụ kiện của 6,000 đô, rồi xong đòi làm chỉ huy luôn, làm nữ tướng chỉ huy cái vụ kiện này luôn, không được, rồi quay qua cắn bà nắm. Còn tôi lúc đó tôi vẫn chưa lên tiếng gì cả, mà bà đã đi nè, lôi kéo khán giả của tôi, lập phe, lập cánh, lập nhóm nói xấu tôi. Rồi tôi cũng đâu có chọn đứng về phía ai trong cái vụ nội chiến đa đề đâu. Mà tôi chỉ là tôi chỉ nói có đúng một câu là bà nắm á, đúng sai gì á, mấy anh chị có phản biện bà thì nói bà thôi. Đừng có lôi con cái bả ra rồi nói nào là con không cha này này kia, là không có được. Tôi nói chỉ có đúng một câu đó thôi, các người đẩy tôi về phía bả luôn đó. Chứ ai kiếm chuyện với ai chứ? Mình Mỹ Phụng làm kênh YouTube, Mỹ Phụng phải biết mình là một chủ kênh, mình có quyền nói những gì mình nghĩ. Tôi đang nói những gì tôi nghĩ. Dân chủ mà, phải không Mỹ Phụng? Sống ở nước Mỹ thì phải biết dân chủ là như thế nào. Tôi đang nói trên kênh của tôi, chứ tôi không có bay qua kênh của bả mà tôi phản bác bả. Chính bả là mò vô kênh của tôi, tuyên bố liên thuyên để cho người ta chửi bả, xong mà lấy cái cớ đó nói rằng tôi xúi người ta chửi bả. Vậy là ai kiếm chuyện với ai trước vậy Mỹ Phụng? Tôi nói rồi, trước khi Mỹ Phụng lên live phải uống thuốc cho nó kỹ, và phải tìm hiểu cái chuyện nào rồi nói cho nó đúng. Không phải nói nhiều, nói liên thuyên lang thang là nói đúng, nói ít nhưng mà nói đúng trọng tâm, tìm hiểu cho thật kỹ rồi hãy nói nha. Nghe tiếp nha. Chị chết người ta, rồi chửi người ta già này con già này con già đó, mình chửi được bằng miệng của mình thì đừng bao giờ lấy cái video của Mỹ Phụng để mà lên để mà phản ánh chị Xu Dịch Trần.
cái câu này á, Mỹ Phụng về dạy lại cái con già Susan Trần. Tại vì tôi đâu có chọc kẹo gì bà chứ. Bà đi lấy cái hình mà thằng Mộng Nạc hoặc là mấy con trồn lết nó đưa cho bà, rồi bà đem bà lên trên chính cái kênh bà nói tôi con gái, con ca ve này, con cung cung này, con trồn kia, có chơi ngu không? Tại vì những cái lời đó ngày xưa đó là thằng Lái Dũng á, nó chửi tôi với bà là hai con trồn. Mà bây giờ bà lặp lại, bà ăn lại bậy ị của nó để bà nói tôi. Bà lấy những cái hình ảnh của cái đám bên kia, trong đó có đám số 4 luôn, đem về nói tôi trước nha Mỹ Phụng nha. Thì nếu mà bà làm như thế, ủa tại sao tôi không được phép tôi lấy những cái clip của người khác nói về bà vậy Mỹ Phụng? Dân chủ ở đâu Mỹ Phụng ha? Còn nếu Mỹ Phụng sợ đó nha, nói tiếp nha, nếu mà Mỹ Phụng sợ nghe lại những cái lời nói của mình mà khi đó Mỹ Phụng chửi bà Susan Trần á, Mỹ Phụng xóa clip đi, chứ còn đăng public mà sợ người ta lấy ra người ta phân tích à. Nếu mà Mỹ Phụng nói bất cứ những người nào mà lên chửi không dám chửi mà lấy clip của người ta chửi là Mỹ Phụng chửi dính nhiều người lắm đó, trong đó có cô Hai Lan ha, cô Lan Hai L đó. Cái đám Bluetooth lấy cái clip của tôi ngày xưa đó, nó đưa cho cô Lan Hai L để mà cô Lan Hai L đưa lên những lời nói ngày xưa lúc tôi phản biện bà nắm á. Vậy Mỹ Phụng chửi là chửi nguyên đám đó. Mỹ Phụng đi dạy lại bà Susan Trần với cô Lan Hai L là đừng bao giờ lấy clip của người ta để lên phản biện người khác. Dạy được hai người đó đi rồi Mỹ Phụng hãy nói đến tôi. Tại vì hai người đó lớn tuổi hơn tôi, đúng không? Mà làm già đầu lớn hơn tôi mà không làm gương thì sao mấy đứa trẻ nó nể? Còn Mỹ Phụng sợ nghe lại những lời nói của mình thì xóa clip đi, đâu có lấy clip mình ra được đâu. Còn đã có gan để đó thì người ta sử dụng quyền YouTube cho phép, đúng không? Chơi mà không biết luật YouTube hả cưng? Tôi không có thích chơi Mỹ Phụng, không có rảnh. Từ trước giờ tôi đã không có đặt Mỹ Phụng vào trong mắt gọi là đối thủ của tôi rồi. Đừng có quên Mỹ Phụng là một bại tướng. Lên chửi tôi một chục clip tôi không thèm nói một lời. Lâu lâu tôi lên khịa trên tab cộng đồng chơi cho vui vậy đó. Rồi sao? Rồi sao? Khi mà ngã ngựa, khi mà bị chính thằng Phi Long Lờ á, nó lên nó chửi banh nóc nhà, nó lôi mẹ Mỹ Phụng ra nó chửi luôn á. Tôi là người thấy chuyện bất bình chẳng tha, mặc dù Mỹ Phụng lúc đó là cũng đang khùng khùng điên điên chửi tôi vô cớ mà, nhưng mà tôi vẫn lên tiếng cho Mỹ Phụng đó. Rồi ai xin lỗi? Mỹ Phụng xin lỗi tôi mà. Rồi tôi đã rất là quân tử, tôi tha thứ cho Mỹ Phụng mà. Rồi sao giờ tự nhiên khùng trở lại vậy bà? Hả? Tới hết mình luôn đó. Rồi sao? Người không biết thân biết phận là Mỹ Phụng á. Thời điểm Mỹ Phụng lên mà đi phản biện cái đám mà bên Hồng Sơn Hồng Thanh nó chửi cho banh nóc, chửi Mỹ Phụng là con gà con này con kia đó, chửi đâu có lại. Phi Long Lờ Mỹ Phụng có chọc giận gì ổng, chọc kẹo gì ổng không? Không. Ông lên ba ông lên đó, ông lôi má Mỹ Phụng ra ông chửi gì con gái mẹ mày, con gái mẹ thằng cha mày đó. Nhớ chưa? Con nhớ không? Ủa sao bây giờ cái người, mấy người tôi thấy là Mỹ Phụng, Xú Dình Trần, Phố Phạm này kia có chung căn bệnh nè. Không có biết liêm sỉ. Những cái thằng mà đã xúc phạm mình, thằng Lái Dũng nó xúc phạm tôi một lần, hai lần là tôi thù nó tới giờ. Còn các người hả? Phi Long Lờ nó chửi các người banh nóc, nó lôi mẹ các người ra, nó kêu con gái mẹ thằng cha các người. Bây giờ một tiếng anh Phi Long, sao nhục dữ vậy Mỹ Phụng? Quá nhục à. Tôi thấy rất là nhục luôn á. Nhục cho Mỹ Phụng đó. Thằng Phi Long Lờ nó lên xin lỗi Mỹ Phụng chưa? Nó nói là anh ơi Mỹ Phụng ơi, cho anh xin lỗi ngày xưa. Anh lớn già đầu anh rồi, đúng không? Đáng tuổi cha tuổi chú rồi mà anh chửi em vô cớ, anh chửi mẹ em vậy, anh lằng thằng không ra gì. Nó xin lỗi Mỹ Phụng chưa? Bây giờ một tiếng anh Phi Long, hai tiếng anh Phi Long,
các người không có biết nhột, các người là thể loại không có biết liêm sĩ, không có biết tôn trọng danh dự của mình. Mỹ Phụng với bà Susan không khác gì nhau cả. Còn thằng Lái Dũng á, không, chỉ một lần nó nói về con về chồng tôi thôi mà nó lên cái clip đó nó xóa ngay lập tức, mà tôi tới bây giờ tôi không tha cho nó đó. Tại vì sao? Danh dự và gia đình của tôi đừng có ai đụng chạm tới nha. Huống chi Mỹ Phụng Phi Long Lời nó lôi chết tới mẹ mình ra, mà phải chi mẹ Mỹ Phụng khuất núi không nói, còn sống sờ sờ lên trên live luôn. Cái lúc mẹ Mỹ Phụng lên trên live luôn là nguyên một đám bên Phi Long Lờ nó bay vô nó chửi nhục mạ không ra gì. Đúng không Mỹ Phụng? Sao giờ một tiếng anh Phi Long Lờ, hai tiếng anh Phi Long Lờ vậy? Ừ? À, trước đây Mỹ Phụng đã tiếp rồi, chứ đâu phải Mỹ Phụng không tiếp đâu. Tôi đâu có tiếp bà. Tôi chưa từng đặt bà vào mắt gọi là đối thủ của tôi cả. Mà đòi tiếp tôi không, không có. Thời điểm bà lấy cái tên tôi ra, bà kêu và réo hết clip này tới lúc kia, tôi không đá động như tới bà hết. Tôi vẫn nắm đầu Lái Dũng ra, cái thằng ông nội của các người ra đó. Lái Dũng là cha ông đẻ của Mỹ Phụng hả? Mà tự nhiên tôi đang nói tới nó, đâu có đụng chạm Mỹ Phụng. Mỹ Phụng nhào vô binh giật nó vậy hả? Sao chưa từng bao giờ tôi đặt Mỹ Phụng là gọi là đối thủ của tôi để tôi phản biện cả. Nhớ lại cho kỹ cho rõ, hai mươi mấy kênh chửi tôi không quan tâm. Tôi chỉ lôi đúng một thằng ra tôi nói thôi là đủ hiểu rồi. Tôi không có phải là cái thể loại người mà đi chửi tay đôi với súc vật, hiểu không? Chỉ lại trong cái thời mà Mỹ Phụng không đồng hành với á cái nhóm nồi chó heo đó, không có đồng hành với ông Sơn với thằng Trần đó. Nói trắng ra là vậy nè, cái thời đó đó tụi nó chửi Mỹ Phụng tại vì Mỹ Phụng là lên trên mạng nói một câu đập bàn đập ghế lôi ông Hồng Sơn ra hỏi về cái vụ đi Hà Nội lo cho Tiền Nam như thế nào, là nguyên một đám nhóm thứ tư nó bay lên nó cắn Mỹ Phụng rồi nó nói nó chửi Mỹ Phụng nào là quay xe là phân phụng gà, con phụng gà bị gì bị ngáo tùm lum á, nói nhăn nói cuội, nó chửi Mỹ Phụng ra gì hết á. Chứ đừng nói không đồng hành với tụi nó, mà tại vì cái thể loại bày đàn á, khi mà nói không đúng ý tụi nó, không hùa theo tụi nó hoặc lỡ đụng chạm một lời với tụi nó là nó quay qua nó cắn bất chấp. Chứ đừng có nói nhẹ quá đi, tôi không đồng hành với mấy người đó. Thì Mỹ Phụng á bị các người dùi dập. Các người là các người nào? Nói thẳng cái nhóm nồi cháu heo đi. Đứa nào mà bị cái đám đó lên chửi ngồi khóc quá trời hả? Con này bị chửi nè mà chưa từng nhỏ một giọt lệ. Tại vì sao? Tụi mày không cất cửa để mà làm cho chị phải lung lay, không có cửa. Còn chứ tôi thấy nhóm nào cũng vậy, Mộng Nặc cũng khóc, Mỹ Phụng cũng khóc, lên ai bị chửi cũng khóc, Susan thì gào tới khản họng phải ngưng tuần tại vì nói không nổi nữa. Còn ai tới giờ này vẫn bình chân như vậy vậy hả? Vậy so với bản lĩnh hả? Không có đủ level để mà so với tôi nha. Nó giảm nó tránh quá à, tôi không đồng hành nhóm đó. Nói thẳng ra là tôi bị cái nhóm đó nó cũng chửi banh nhà lòng đi. Thằng bị cái nhóm bên đó vùi dập thì á cũng thấy dù gì đi nữa trên cà phê cũng lên nói thấy Mỹ Phụng lúc này bị người ta vùi dập này vùi dập đó. Có một cái tiếng nói tôi cảm thấy khi tôi nhắc nhã mà có một người nói như vậy thì ok tôi không nói tới. Tại sao lúc bản thân Mỹ Phụng nhắc nhã, tôi là cái người bị chính Mỹ Phụng xúc phạm một cách vô cớ mà tôi vẫn còn lên tiếng tôi binh vực cho Mỹ Phụng? Vậy là tôi là cái người gì? Phải là tôi chơi quá quân tử và quá đẹp không? Đúng không? Lúc đó Mỹ Phụng bị dùi dập như thế, thằng Lái Dũng có lên nói một tiếng nào binh vực cho Mỹ Phụng không? Có không Mỹ Phụng?
thời điểm nguyên nhóm nồi cháo heo nó chửi Mỹ Phụng đó, trong đó có luôn con sen hồng đó, nó chửi Mỹ Phụng banh nóc đó. Rồi Nam Quang ngồi kế bên Lá Dũng nói một câu làm sao: tôi mà không nghe sen hồng chửi tôi ngủ không có ngon, sen hồng chửi giòn tan à. Mỹ Phụng còn lên la làng: anh Nam Quang, anh có nghe nó chửi em không, giờ anh còn ngủ có ngon không? Đúng không Mỹ Phụng? Lúc đó tại sao mà nguyên cái nhóm nồi cháo heo nó tấn công Mỹ Phụng á, thằng Lá Dũng, thằng anh thân thương, thằng cha không đẻ đó của Mỹ Phụng đó, nó có lên tiếng nào, nó binh vực cho Mỹ Phụng không? Hay là lúc đó tôi lên tiếng, bà Nắm lên tiếng cho Mỹ Phụng, rồi Mỹ Phụng cũng vô chào hỏi bà Nắm, tới nỗi mà Lá Dũng nó còn lên chinh lai, nó còn khịa Mỹ Phụng nữa, nói nào là Mỹ Phụng hả, lên xin lỗi cô Jin. Ủa tự nhiên xin lỗi cô Jin thì tự nhiên tôi cảm thấy tôi có lỗi quá. Ủa vậy là tôi có lỗi còn cô Jin không có lỗi. Rồi nào là Mỹ Phụng bây giờ cũng xách hai cái vú đi vô trong kênh chào chị Quỳnh vậy hả? Thời điểm đó nó chẳng những không giang một cánh tay, không góp một tiếng nói, mấy anh chị ơi đừng xúc phạm em, cô em Mỹ Phụng của tôi, nó không hề lên một cái tiếng nói nào. Mà chính là những người bị Mỹ Phụng vô cớ nhục mạ như tôi với cô Nắm, cô Quỳnh lên tiếng trước cho Mỹ Phụng đó. Còn nhớ ơn nghĩa ngày xưa không? Sao giờ lộn thuốc lên, lại vô cớ lôi tôi ra nói vậy? Con nào kiếm chuyện trước hả Mỹ Phụng? Tôi không nói tới. Bắt đầu từ đó là tôi ngừng, tôi không nói. Lúc đó tỉnh rồi đó. Tôi lúc đó tôi cũng nghĩ là Mỹ Phụng đã ngộ ra nhiều điều rồi. Sau cái vấp ngã này ngộ ra nhiều điều rằng hồi xưa mình nhục mạ người ta một cách vô cớ, bây giờ chính bản thân mình bị những cái kẻ mà mình cho là đồng minh của mình nó nhục mạ mình một cách vô cớ, thì phải hiểu được cảm giác của những người đã từng là nạn nhân chứ. Sao giờ vì view, vì like, vì cái nhóm diệt chồn là khán giả của Mỹ Phụng, vì Mỹ Phụng hèn nhát không dám quay xe với người Lá Dũng, bởi vì sợ cái đám khán giả của nó quay qua phản Mỹ Phụng, chửi Mỹ Phụng, cho nên không dám. Nó thằng Lá Dũng nó có nhục mạ Mỹ Phụng cỡ nào, một tiếng anh Dũng, hai tiếng anh Dũng, không dám trái lời. Tôi không có sống hèn giống như Mỹ Phụng được, hiểu không? Giống như chị Xuân Đình Trần cũng vậy. Tôi sống sống tình người hả? Muốn tôi mở là những clip mà Mỹ Phụng chửi và Susan Trần, không còn cái con giáp nào không? Lôi chuyện con, chuyện chồng của người ta, của bả ra chửi đó. Tình nghĩa chỗ nào vậy hả Mỹ Phụng? Tại sao biết là người tôn trọng tình nghĩa, mà tại sao lúc mình ngã ngựa, cái người bị mình xúc phạm, người ta giang tay ra, người ta góp cho mình một tiếng nói. Thậm chí khán giả bên tôi còn nói là mấy anh chị qua ủng hộ Mỹ Phụng đi. Anh Vinh nè, khán giả của tôi ào qua kênh Mỹ Phụng để sao? Đối đáp lại cái đám máy bay vô tấn công Mỹ Phụng đó. Kênh tôi nhỏ bé lắm, không có bao nhiêu người hết, nhưng mà tôi vẫn sẵn sàng kêu gọi khán giả qua ủng hộ cho Mỹ Phụng, giúp cho cô ấy thêm động lực để mà nói ra cái sự thật, vạch mặt hai cái tên ở Việt Nam là Hồng Sơn, Hồng Thanh. Có phải là con người tôi rất sáng suốt không? Tôi nhìn nhận cái gì nữa ra cái đó. Không phải vì tôi ghét thằng Lá Dũng, mà tôi lại hùa theo Hồng Sơn, Hồng Thanh, tôi nói Lá Dũng. Mà tôi vạch rõ ra rõ ràng, trong mắt của tôi những kẻ gây hại cho Thiền Am đó là Bộ Tứ, Tha Nha Lá Dũng ở Mỹ, Hồng Sơn, Hồng Thanh ở Việt Nam. Cho nên thời điểm mà thằng Lá Dũng nó bị Hồng Sơn, Hồng Thanh với nhóm thứ tư vùi dập nó, tôi cũng đâu hùa theo mấy người kia. Tôi đâu có về phe cánh mấy người kia để mà tôi nói hùa vô đâu. Không, tôi phản biện nó là tôi vẫn phản biện nó, là tôi không có đứng về Hồng Sơn, Hồng Thanh. Vậy là rõ ràng sao? Tôi không có hèn như là Mỹ Phụng. Tôi không có hèn hơn như là cái bà xú rình mà ráng ăn lại bảy ị của mình, không biết tôn trọng danh dự của mình, sẵn sàng đi bưng bô bợ đích cho một thằng mà nó đã nhục mạ chồng con của mình ra.
thằng Lái Dũng nó gọi hai vợ chồng Susan Trần là hai vợ chồng biến thái đó, chửi bà Susan Trần là chồng già đó, nói Mỹ Phụng là xách hai cái vú vô kênh chào hỏi bà Nắm không biết nhục đó. Sao giờ một tiếng anh Dũng, hai tiếng anh Dũng, bà kia một tiếng là Nguyễn Tiến Dũng bị oan, một tiếng là ông Phi Long Lờ ông chửi mẹ mình ra, thằng cha con gái mẹ mình ra, xong giờ một tiếng anh Long, anh Phi Long, các người nhục lắm, các người rất nhục, các người không có liêm sỉ. Tôi đặt cái tên thọt sĩ cho bà Thanh Trần, biết chữ thọt là gì không? Đó là khiếm khuyết, sĩ là sĩ diện, khiếm khuyết về sĩ diện, tức là những kẻ không biết nhục, những kẻ không có liêm sỉ. Thật ra các người học chung trường đó, Mỹ Phụng và bà Susan Trần y chang vậy đó, hiểu không? Tôi mà đứa nào nhục mạ tôi một lần, không có cái chuyện mà một anh hai anh, không có chuyện đó. Thằng là thằng, không cần biết nó bao nhiêu tuổi, tại vì nó là người lớn tuổi, nó phải cư xử là người lớn tuổi thì tôi nể. Chứ còn lớn tuổi cỡ con Phi Long Lờ hả, tôi đâu có thèm chửi đâu, tại vì con người tôi không có biết chửi. Tôi share cái clip của Sang Hồng cái á, trời, giờ nó đi ủng hộ Sang Hồng, không hề ủng hộ con Sang Hồng. Nhưng mà có một cái là tôi không thể nào chửi tục tiểu giống như con Sang Hồng được. Nhưng mà đối với Phi Long Lờ đó thì phải bị Sang Hồng chửi như thế mới đáng. Mỹ Phụng nói thì sao, Phi Long Lờ chửi một cái là bà Sang Hồng ú ớ, không có. Hôm qua tôi share cái clip của nó, trời ơi, nó chửi Phi Long Lờ là nó lôi tổ tiên bàn thờ ba đời xuống nó chửi đó. Nó nhét cả bàn thờ nhà ông Phi Long Lờ vô cái đó của nó, vô hố rong riêu của nó đó. Chửi vậy không dữ hả Mỹ Phụng? Tôi đâu có làm được điều đó. Tôi share cái bóp tôi nói trời ơi sao chửi dữ vậy, tôi chửi không được. Ủa có một câu vậy thôi, cái nói tôi qua, giờ tôi đi theo ông Sang Hồng bị gì vậy? Thằng Lái Dũng, Phi Long Lờ chửi tôi có một tiếng mà tôi chửi nó tới bây giờ. Tôi không bao giờ kêu bằng anh Phi Long Võ ha, không bao giờ kêu anh Nguyễn Tiến Dũng một lần nữa. Thì nghĩ sao Sang Hồng nó chửi tôi, bây giờ tôi qua tôi làm bạn với Sang Hồng, tôi đâu có thể loại giống Mỹ Phụng với Susan được. Tỉnh lại giùm tôi một cái nghe, các người không biết nhục chứ tôi còn biết liêm sỉ mà, nhớ chưa? Tôi thấy ok, tại vì khi mà mình bị vấp ngã, mình bị người ta dùi dập á, mà có người một người nó nói, tôi cũng cảm thấy, tôi cũng nhớ được cái đó, tôi không xúc phạm. Sao giờ hết nhớ vậy? Điều đó là phải nghĩ, chứ đừng bao giờ mượn cái tiếng nói của tôi đi chửi người khác. Không muốn người ta đem cái clip của mình lên nói chửi người khác thì xóa mẹ clip đi. Để đó làm gì? Về kêu xuống danh Trần, kêu Lan Hai L, kêu Thảo Vũ đừng có lấy clip cũ của tôi lên để mà nói bà Nắm. Tại sao những người đó làm được mà Mỹ Phụng tự nhiên lúc đó cái bị mất thính giác? Mà bây giờ á, vì tôi lấy cái clip của Mỹ Phụng tôi chỉ phát lại để cho đánh thức lại, để cho nhắc lại cho bà Susan nhớ là vị trí của bà nằm ở đâu. Mà giờ lấy cái cớ là lên đòi rồi đứng ra làm phản biện tôi hả? Không có cửa, hiểu không? Không có cửa. Đừng có nghĩ là tôi đã thấy Mỹ Phụng xin lỗi tôi bỏ qua là nghĩ mình ngon lắm, không có. Mỹ Phụng chỉ là một bại tướng của tôi thôi. Nha. Dẹp ngay và luôn, đủ sức thì chơi, không đủ tóp cái miệng lại. Đủ sức thì chơi, còn không thì tóp cái miệng lại đi. Chứ còn không biết nói, không biết cái gì cả, lên liên tha liên thuyên cái tội tà lanh nè. Cho nên bị ông Hồng Sơn á, ông lấy vô cái đó rồi nhóm nguyên nhóm nồi cháu heo quay qua nó chửi đó. Tại vì bữa cái câu đó ông Hồng Sơn ông nói Mỹ Phụng gì ra cả nhà. Mỹ Phụng, ông nói một cái chữ gì mà Mỹ Phụng tức tối lên nói. Nói cái câu gì nè, Mỹ Phụng thiếu hiểu biết hay gì đó. Hồng Sơn nói một câu là Mỹ Phụng thiếu hiểu biết cái là nhảy lên đập bàn đập ghế kêu ông Hồng Sơn ra phải chứng minh ra bằng cấp luật sư rồi đi làm cho Thiền Am cái gì. Nó nghe nè Mỹ Phụng, ở nhà không có gương á thì lấy cái xô nước
chế vô, soi cái mặt mình vô trong đó, coi lại coi ngôn ngữ của mình có đủ tầm không. Chứ tôi thấy tầm bậy lắm đó, phản biện không có lại ai đâu. Còn nói về gọi là kiên cường á, không bằng tôi. Ở đây chưa bao giờ khóc, Mỹ Phụng lên nức nở rồi. Phi Long Lờ nó chửi có một clip thôi mà nức nở tức tối, kêu má mình lên, đưa mẹ mình lên trên live để nói lại, rồi nó chửi vô banh nóc luôn, chửi luôn mẹ mình luôn. Không có cái dạy nào như cái dạy đó hết á. Tôi lên phản biện, tôi đứng lên là tôi phản biện nè. Tôi chả nhờ ai á. Tôi cũng lôi người nhà mình lên để mà binh vực cho tôi nữa. Ở đây một mình nè, chiến đấu với nguyên đám chó săn, chó điên, chó dại gì đó. Còn chưa ngán nó cỡ Mỹ Phụng là gì cưng. Bớt ngáo, uống thuốc vô. Chưa thấy bữa giờ là mấy người uống lộn thuốc rồi đó. Còn nếu cảm thấy mình còn sức để mà mình phản biện chị Xuân Đình Trần thì mình dùng cái miệng mình lên để mình nói, chứ đừng có đem cái video của Mỹ Phụng ra. Tôi nói mà, tôi mới nói sơ sơ thôi đó. Tôi mới nhẹ nhẹ, tôi khều khều nhẹ nhẹ thôi, chịu không nổi rồi. Tôi không cần chửi luôn. Tôi đem cái clip Mỹ Phụng nè, tiếc là tôi chưa có đủ thời gian, tôi lấy luôn cái clip của con Nhật Anh Trần. Tôi nhắc cho chị Xú Danh Trần để chị nhớ lại chị là ai. Chị nhớ lại những cái con người bây giờ chị chọn đi qua để mà bỡ đích đó, là cái con người để mà thả những cái thứ mà gọi là cờ hó như thế này nè, chửi chị như thế này nè. Tôi nhắc cho chị nhớ cái quá khứ. Chứ tôi còn chưa gọi là dùng hết công lực của tôi để phản biện bả đó. Tôi mà dùng hết công lực tôi phản biện bả là bả đi sang chấn tâm lý vô nhập viện liền đó. Nói cho Mỹ Phụng biết nha. Còn sợ nghe lại những lời nói mà vô căn cứ hay là những cái lời nói khùng điên của mình thì xóa clip đi. Đừng có để lên cõi mạng nữa. Có gan nói xong có gan nhận. Để chị em người ta thấy người ta nó ổn Mỹ Phụng. Tại sao vậy cưng? Em vô em coi đi. Cái video clip của em nó vậy đó. Làm vậy chi? Em về dạ lại cái đám kia, cái đám phản bạn. Cắt cái clip của tôi, đưa cho Thảo Vũ, đưa cho Lan 2L, đưa hình ảnh của tôi cho bà Xú Dình để lên nói lại gì, nhai lại bãi ị của Lá Dũng là hay lắm sao. Ủa sao làm được những điều đó mà tự nhiên bây giờ tôi làm lại cái nhảy động động lên vậy. Nước sôi đổ hẻm mấy người hả? Sao bỗng rác dữ vậy mấy cưng? Rần rần lên vậy mấy cưng hả? Có gan á thì đối đáp thôi. Đối đáp lại chị không? Chị mới khiều khiều nhẹ nhẹ thôi. Hên cho mấy cưng á, là chị cũng còn quá sức bận rộn với cái cuộc sống của chị. Chị đi làm, chị kiếm những đồng tiền chân chính, chứ không phải ngồi đó chửi, chửi thuê, chửi mướn để lấy những đồng tiền super chat dơ bẩn đó. Từ cái đám chồm lết dạy trai của Lê Dũng nó bố thí cho các người. Mà hở chút các người thấy cái trend nào, thấy tụi nó đang nói về ai là bu vô nói để nhận đồng tiền bố thí đó, nó nhục lắm Mỹ Phụng à. Hiểu không cưng? Đối đầu với chị à. Em muốn chơi chị, em muốn chọn chị phải không? Bởi vì em đang bảo vệ cho người chị tinh thần của Minh Tuấn. Tôi không có chọt chị được. Chị muốn chọt gì về chị kêu chồng chị chọt. Tôi không chọt được. Mà tôi cũng không rảnh chọt chị. Còn bảo vệ cho người chị tinh thần của Minh Tú hả? Quên đi. Tôi đã tuyên bố là sao? Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bà không cần ai bảo vệ cho bà cả. Tại vì bà là một con nhím, ai đụng tới bà đau ráng chịu. Đụng vô cái gai nhím của bà chấn thương ráng chịu. Bà không có cần tôi lên bảo vệ, hiểu không? Mấy người tỉnh giùm tôi một cái. Bản thân tôi, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đủ sức hiên ngang chơi mình à. Không có cần ai bảo vệ cả. Chỉ có cái thể loại mà yếu bóng, yếu gió của các người á mới chơi cái kiểu mà bày đàn á. Phải có bày có đàn mấy người mới dám chơi. Còn đứng lên hiên ngang nói mình không có dám. Tại sao?
Tại các người không có cái này. Lên mạng, phản biện, lắp não vô. Cái não của mình nó phẳng quá thì dùi cho nó có nếp nhăn một tí. Rồi mới phản biện được người ta. Hiểu không Mỹ Phụng? Cho nên em cũng chọc chị phải không? Không, không chọc được. Muốn chọc chị về chị kêu chồng chị chọc chị. Tôi phụ nữ giống chị, không có chọc được. Mà cũng không có rảnh. Thời gian, sức khỏe của tôi để dành tôi đi làm nuôi con. Tôi giữ gìn nhan sắc. Tôi nói chuyện với người yêu của tôi. Tôi không có rảnh. Chị muốn chọt chẹt gì đó, một, về kêu chồng chọt. Đừng nhờ lấy Dũng. Nó bấm đó, nha. Bấm đó, đừng bên bực giật nó quá không được gì đâu. Bấm đó. Chọt là chơi nha cưng. Chọt là chơi nha. Sao chị dễ quá vậy? Mình là phụ nữ, phải giữ cái phẩm giá của mình. Hiểu không? Không phải ai cứ kêu mình thích thì cứ kêu người ta chọt mình đi, chọt mình đi. Sao vậy chị? Em chọt là chơi. Bởi vì chị đang đi cái hướng là đang phản ảnh, phản anh, phản biện ai không? Chị phản biện ai kệ chị. Không có liên quan tới tôi. Chị muốn nói hai hồng kệ chị. Bữa giờ chị chọt hai hồng hoài á, tôi không lên nói một tiếng nào hết đó. Chuyện nói chuyện của chị, tôi không có rảnh. Hiểu không? Không có nói tiếng nào hết. Tôi cũng đâu ngăn cản chị đâu. Tôi đâu có một cái tư tưởng giống như bà Sú Dình Già hoặc là Phố Phạm, Phạm Hoàng Phố, Phi Phi là rảnh lắm, thích làm má thiên hạ mẹ thiên nhiên, sai khiến người này sai khiến người kia, làm này đi đừng làm kia đi, không rảnh. Mỹ Phụng đang đi phản biện Hồng Thanh Hồng Sơn, cho nên Mỹ Phụng chưa có vào cái cuộc mà đi phản ánh cái bên của người chị tinh thần của tụi em. Vậy có nghĩa là Mỹ Phụng là cái thứ mà hám pham đúng không? Phản biện hoài, Hồng Sơn, Hồng Xanh, Hồng Thanh, không có si nhê. Nói riết mai vô nghe, không ai thích. Tại vì nói vòng vòng có nhiêu đó à. Rồi sao, giờ thấy là cái trend là đem mình giống như con Duyên Mai. Rồi con này kia kêu bà Jean Cà Phê lên á, là có người bu vô nghe, rồi cho super chat. Nói về bà nắm Nguyễn Ngọc Du Quỳnh thì sẽ có người bu vô nghe. Cái quay về bú phem liền hả cưng? Sao rẻ dữ vậy cưng? Phản biện Hồng Sơn Hồng Thanh, cảm thấy hai con người đó là con những con người lừa đảo gì đó. Tiếp tục đi, không ai ngăn cản cả. Sao tự nhiên rảnh quay qua cắn tôi vậy bà? Uống thuốc chưa? Hay là có uống thuốc nhưng mà uống lộn thuốc rồi? Nói cho người ta biết một tiếng để người ta đi chích ngừa. Còn nếu mà thích chị chơi thì bây giờ ok, bây giờ... Tôi không có thích bà chơi. Tôi có người yêu rồi. Tôi không rảnh chơi với bà. Hiểu không? Ở bên đó đó, có người phản ảnh rồi. Thì bây giờ chị quay đầu về, chị chơi với tụi em không? Chị cà phê. Không rảnh. Hôm nay tôi du di. Tại vì hôm nay tôi định lên tôi nói cái con ở bên nghe cái bà. Và cái bà cũng cỡ như chị đó. Con điên của vũ trụ đó là Phố Phạm này kia đó. Nhưng mà sẵn tiền chị đang lên live, chị thuế chị sung quá, tôi giúp cho chị vé để cho chị có tiếng nói. Chứ chị không có là cái gì cả nha, không có đủ level để nói chuyện với tôi đâu, biết chưa? Em muốn không? Không. Thì chị chơi mỗi ngày. Không cần. Sao? Đói tới nỗi mà muốn dịnh vào cái tên tôi để kiếm tiền YouTube hả Mỹ Phụng? Mà nhữ nhữ để mà được câu cá mỗi ngày vậy hả? Bởi ông Hồng Sơn nói não ngắn không sai. Nhiều khi bà có não nhưng mà não bà phẳng á, không có nếp nhăn á. Rồi sao? Chị sẽ xem những cái lời em nói chị Xuân Dịch dần. Rồi sao? Tôi nói đó rồi sao? Thích là chị chiều à. Đó, bữa giờ nói Susan Trần câm họng rồi đó.
Có dám nói lại không? Tôi nói là tôi nói cho măng nhục. Sao? Giờ định làm lê lai cứu chúa hả? Bữa giờ tại vì Lái Dũng nó né, nó cứ lập chung, nó nói Hồng Thanh, Hồng Sơn. Rồi vụ kiện mà tôi, tại vì cái vụ kiện của Minh Tú với cô Quỳnh á, là tôi tôn trọng họ, là bản thân họ không nói về vụ kiện, không nói về chi tiết vụ kiện, tôi không lên phân tích Lái Dũng đó. Chứ tuyên bố với lại Mỹ Phụng, chứ toàn thể các người nha. Cô Jin Cà Phê này không có ngán con nào thằng nào hết. Tại vì ông rảnh, hiểu không? Trả lời chị một lần đi. Trả lời rồi đó, nghe đưa banh não ra nghe, nãy giờ trả lời đủ chưa? Hay muốn nghe tiếp? Tôi phân tích với sao? Nói cái này cho măng nhục nè. Tào lao không à? Ừ. Tôi lấy miệng tôi ra đó. Rồi bà nói bà Susan Trần đi. Muốn lên phản ánh cô Jin, tìm cái lối phản ánh khác, tìm cái gì mới mới hay hay nói. Đừng có đi ăn lại bãi ị của Lái Dũng với cái đám trồn lết. Lấy mấy cái hình cũ trên Facebook của tôi về hả? Rồi nói hả? Ủa, bữa tôi lên nói măng nhục chưa? Lấy cái hình tôi chụp hình tôi đi tắm bùng ở Nha Trang, dịch vụ tắm bùng Nha Trang, đem lên phân tích quánh cái giá trị của tôi. Sao tôi đưa hình ảnh cho thấy mở não ra để biết ở Việt Nam cái dịch vụ tắm bùng nó không có gì là bậy bạ cả. Thậm chí gia đình Thiền Nam, thầy ông nội, các thầy, các cô cùng các bé cũng đi vô tắm bùng, cũng nằm chung một cái bồn mà bùng khoáng. Ủa, vậy cũng quánh giá trị của gia đình Thiền Nam hả? Có phải là ngu không? Có phải là dốt không? Tôi lên tôi mở não ra cho nghe rồi đó. Tôi dùng lời của tôi mà, tôi dùng lời phản biện của tôi mà. Nhưng mà tại vì bà ta gọi tôi là con chồn, con cà ve, rồi cum cum này kia đó, thì tôi mở lại cái clip bị Phụng chửi bà ta, lôi con cái của bà ra, chồng con của bà ra, để nhắc cho bà nhớ bà là con người như thế nào trong mắt của những người khác. Tôi chỉ nhắc lại thôi. Mỹ Phụng về dạy lại Susan Trần được, dạy lại Lan 2L được, dạy lại Thảo Vũ được, là đừng lấy cái clip của tôi lên, mượn cái lời nói của tôi ngày xưa xa xưa gì đó, cắt ghép hay cái gì đó để mà phản biện bà nắm. Có miệng mồm thì lấy miệng mồm của các người phản biện bà nắm. Đừng có dùng lời lẽ của tôi để phản biện bà nắm. Hiểu không? Sao? Giờ thấy lực lượng bà nắm có được sự ủng hộ của tôi, các người sợ hả? Hả? Các người sợ đúng không? Một mình bà nắm dập cho các người lên bờ xuống ruộng. Giờ thêm cô Jin Cà Phê nữa. Chỉ có hai người phụ nữ với thằng Lê Thanh Minh Tú. Rồi thêm một vài kênh nhỏ như là Di Cô Te với lại chị Ngô Quân. Là mấy người nghĩ là tụi nó lực lượng ít lắm, chắc dập dễ lắm. Nhưng mà không ngờ là cái miệng của cô Jin Cà Phê cũng hỏng thua kém vậy mà nắm. Chửi không cần chửi, chưa bao giờ chửi, nhưng mà nói thôi là đi thẳng vô cái não đó, khắc cốt ghi tâm các người luôn đó. Cỡ Lái Dũng còn phản biện lại tôi thì nghĩ Mỹ Phụng coi. Mỹ Phụng phải là đàn em, là những cái con nô tì với cẩu nô tài của đó, nghĩ sao phản biện lại tôi được. Phải không Mỹ Phụng? Tại sao phải mượn tiếng vậy? Câu đó hỏi bà Susan Trần, hỏi bà Lan hay là hỏi Thảo Vũ. Tại sao phải mượn tiếng của cô Jin Cà Phê để phản biện bà nắm? Hả? Thế giới này công bằng cho tất cả. Các người làm được, tại sao tôi không làm được? Hay là lúc các người đó làm là lỗ tai Mỹ Phụng bị điếc, mắt Mỹ Phụng bị mờ, không có biết, không có nghe. Giờ Mỹ Phụng hiểu được rồi, là khi mà người ta lấy cái clip cũ của mình lên á, cái thời mà mình còn dại dột á,
mình lên mình binh giật cho anh Lái Dũng á, giống như tôi mà binh giật cho anh Lái Dũng, vụ USB nó lấy, có con Ngọc Tâm Thần nó lấy nó lên nó nói á. Mỹ Phụng về dạy lại những con người như thế, có miệng, có kiến thức thì phản biện lại bà nắm đi. Đừng miệng lời của cô, đừng mượn cái lời của cô Jin Cà Phê để mà phản biện bà nắm. Chiêu cái chiêu, chơi cái chiêu mà mượn dao giết người á hả? Rồi xong giờ tôi sử dụng lại hồi mã thương, cái là đông đẩm lên à. Sao Mỹ Phụng lại chơi trò tiêu chuẩn kép vậy hả? Chị không có làm theo ý của ai hết á. Tôi cũng không làm theo ý con nào thằng nào hết á. Đừng có gắn ghép là tôi nghe lời ông Vinh, hay là lôi ông Vinh lên làm cái cớ cho các người nhục mạ ông Vinh. Phản biện tôi không lại thì phải lôi cái ông mà vô can nhất là ông Vinh ra đè đầu ông ra chửi ông này nè. Chơi cái trò đó nó hơi nhục á, nó hơi hèn đó. Chị làm từ cái sức của chị, chị làm bằng cái năng lực của chị làm. Bà làm gì có năng lực? Hồng Sơn nói bà não ngắn đó. Hồng Thanh nói bà là con gà đó. Nguyên cái đám mà bên nhóm thứ tư, nhóm gọi là, tôi nói thật, cái bên Việt Nam mà gọi là cái nhóm mà gọi là nồi cháu heo mà gọi là không có trình độ, nó còn chửi Mỹ Phụng ra gì kìa. Cỡ đám tụi nó mà còn coi Mỹ Phụng không ra cái giống ôm gì hết á. Mà đừng có so sánh tới tôi. Mỹ Phụng hiểu không? Không phải gì một lời Mỹ Phụng lên xin lỗi tôi bỏ qua rồi là Mỹ Phụng nghĩ là mình ngon. Không có đâu. Tôi là cái người, người ta biết sai, người ta sửa, mình tha thứ, mình bỏ qua. Còn con nào ngoan cố, ngu mà tỏ ra nguy hiểm thì chị đây sẽ dạy dỗ cho tới nơi tới chốn. Nghe Phố Phạm lên tôi tuyên bố là sẽ chịu thua cô Jin Cà Phê, tôi không nói gì cô Thảo Trinh nữa. Mày có tư ôi xin lỗi, em kêu nó bằng mày. Sorry, chưa bao giờ tôi cho phép cái người đó làm đối thủ của tôi. Bớt ngáo nha. Bà thấy trí tuệ của chị, chị làm, chị nói. Bà làm gì có trí tuệ? Mỗi lần bà lên live cái thời điểm đó ai cũng nói bà này bà hình như bà uống lộn thuốc, bà nói gì bà nói một vòng. Nhiều khi nói viết ra giấy, nói cũng đúng nội dung nữa. Hôm qua sao? Lên kênh Duyên Mai mới lên, cho em lên nói 5 phút, vì sao bị đuổi xuống á, biết nhục không? Cỡ kênh, một cái kênh rác như Duyên Mai, cái đám mà rùi bu dòi bọ trong đó, nó còn đuổi Mỹ Phụng đi xuống nữa, mà nghĩ trí tuệ nằm đâu vậy? Hả? Trí tuệ nằm đâu? Cái chị đâu có mượn cái lời nói của em. Ví dụ bây giờ em đang chửi chị Xuân Đình Trần, chị bí đường rồi, chị không có đường nói, chị không có bí đường, chị phản ảnh chị Xuân Đình Trần. Chị lấy cái tiếng nói của em về, chị nói nè, chị Xuân Đình Trần nè, coi nè, coi Jin Cà Phê nó chửi chị nè. Ủa? Tự nhiên tôi mất cánh. Mặc dù là tôi không cho phép, nhưng mà chúng nó vẫn lấy clip tôi về á. Chúng nó phát tán lên đồng loạt trên các kênh đa đề. Tôi cũng chả thèm quan tâm. Mỹ Phụng thích cứ lấy. Đừng có ra vẻ ta đây, mình đã post cái clip đó trên mạng, mình dám nói lên cõi mạng. Nhưng mà mình sợ nghe lại những lời mình nói là nó nhụt lắm biết không? Nhụt lắm biết không? Mình đang phản biện người ta mà. Thì bây giờ tôi tự tôi phản biện chứ tự nhiên tôi lấy cái clip của Jin Cà Phê đem về cho nó, chị Jin Cà Phê, chị Xuân Đình Trần, chị coi nè, chị Xuân Đình Trần. Chị coi nè, Jin Cà Phê nè, nó chửi chị nè, làm vậy được không? Cô Lan hay là nghe Mỹ Phụng dạy chưa? Cô lấy cái clip của con, thằng nô tỳ, thằng cẩu nô tỳ, con nô tỳ nào đó, nó lấy clip của con, nó đưa cho cô, nói về bà Nắm, nói về Minh Tú, một cái clip đó hình như là đời cổ lỗ sĩ nào đó, nó lấy nó đưa cho cô đem lên, cô phản biện như vậy, cô coi có được không? Mỹ Phụng dạy cô nè, đúng không? Sao các người làm được không cho phép người ta làm vậy ha? Em Jin Cà Phê sao bậy bạ, bậy lắm nha cô Lan hay là Thảo Vũ, bậy lắm nha. Bà
bậy lắm đó nghe. Bỏ đi nghe. Bỏ đi nha cô Lan hay Lợi. Nói thiệt với chị á, tôi cũng không có quan trọng cái xem cái like, đúng không? Không ai làm YouTube mà lười biếng bằng tôi á. 2-3 ngày tôi mới like một lần. Chứ tôi không giống như chị xấu dình, phải bỏ tiền mua sub, mua like. Không bao giờ có. Rồi bây giờ chị nghe nói là nhiều người nghe, nhiều người vô like, nhiều người đăng ký cho tôi cắt người, kêu gọi tẩy chay tôi bao nhiêu lần rồi. Bà xấu dình vừa tạo bè, lập nhóm kêu gọi tẩy chay tôi, hết chuyện lên kênh kêu gọi tẩy chay tôi. Unfriend, unsubscribe của tôi nhiều lắm rồi, nhưng mà vẫn thấy kênh tôi, vẫn có khán giả mới, người ta vô, người ta theo dõi, người ta ủng hộ. Tức hả? Ganh hả? Bây giờ thấy nói được cô Jin Cà Phê, tiếng nói cô Jin Cà Phê được nhiều người nghe, giờ quay lại bú phem hả Mỹ Phụng? Chị thấy, chứ không phải là chị không thấy. Bởi vì người ta cho là em đang có tài, em đang giỏi, cho nên em giống như con sen hồng rồi vậy. Tôi không có giống con sen hồng. Cỡ như sen hồng á, là nó chửi Phi Long L là đúng. Tại Phi Long L cũng chửi nó không ra gì. Những cái thể loại mà kênh chửi đó, không, đừng có so sánh với tôi. Tại vì tôi không cần chửi các người, nãy giờ tôi chỉ nói rồi đó. Nhưng mà đau não chưa? Hả? Susan á, bị tôi nói đau não chưa? Lái Dũng bị tôi nói mà nói điên tới nỗi mà kêu gọi 22 kênh. Đánh có một kênh nhỏ xíu như tôi nè, nhục chưa? Ủa tôi đâu cần chửi ai đâu, Mỹ Phụng. Đặc biệt trên cõi mạng á, tôi với bà Nắm không bao giờ chửi. Mà những lời nói của chúng tôi á, nó còn hơn cả 100.000 mũi tên. Nha. Vậy đó, đã lên phản biện là phải, tuy chỉ dùng những ngôn ngữ, những ngôn từ bình thường, không có tục tiểu gì cả, nhưng mà làm cho đối phương mà đau đớn, đúng không? Ngứa ngáy cả tâm can đó. Đó đó mới gọi là phản biện. Chứ còn cỡ tôi mà nói năng khùng điên như Mỹ Phụng, hay là chửi tục tiểu như Sen Hồng, hay là Phi Long L, tôi không có làm. So sánh kiểu vậy là chết rồi. Giống như con sen đồng tháp vậy đó. Giống như bây giờ, hiện tại bây giờ trên không gian mạng chỉ còn em. Bên cái Nguyễn Ngọc, bên chị Nắm là có em. Ta đây lắm, tự hào lắm. Còn bên cái nồi cháo heo thì có sen. Sen đồng tháp tự hào lắm đó. Hôm qua em thấy chưa chị? Đặc biệt tôi với bà Nắm chưa bao giờ lên trên mạng kêu gọi là tự xưng mình là nữ tướng, nên hòa hay nên đánh. Bây giờ chúng ta quýnh trận này, chúng ta ra quân quýnh trận này quýnh trận kia, tự xưng mình là nữ tướng như cô Lan hay L đó, như cô Phố Phạm đó, nghĩ mình là ai. Tôi sẽ theo đuổi con Nắm, theo chi liếm đít người ta chứ làm gì được. Rồi bà Lan hay Lợ tự nhiên nên hòa hay nên đánh. Bà Nắm có cho phép bà làm đối thủ của bà không, mà nên hòa hay nên chiến. Những cái thể loại đó mới là có bị có vấn đề gì cái này nè. Chứ còn bản thân tôi, bà cô Quỳnh thì tôi chưa có nghe bà nói là bà đòi làm nữ tướng. Tôi cũng chưa bao giờ đòi mình làm nữ tướng. Tự nhiên phong tôi làm nữ tướng làm chi vậy? Không cần. Em thấy bị anh Phi Long anh vỗ một phát một tái. Anh Phi Long nhột quá Mỹ Phụng ơi. Tôi không phải là Mỹ Phụng. Mà Phi Long L nó nhục mạ mẹ Mỹ Phụng chứ không phải mẹ tôi. Mà tôi còn tới giờ này tôi cũng còn chưa tôn trọng nó nữa. Còn Mỹ Phụng bị nó lôi ra, mẹ mình còn sống bị nó lôi ra nó chửi. Bây giờ một tiếng anh Phi Long nhục, hèn, vô liêm sỉ. Học bài chưa? Mỹ Phụng chắc chưa nghe cái clip của con Sen Hồng nó chửi là Phi Long L. Tôi nói không có 49 gặp 50.
Phi Long L chửi nó chửi gấp đôi, gấp ba, nó cào cả bàn thờ nhà Phi Long L ba đời xuống, nó nhét vô trong cái hố rong rêu đó. Mỹ Phụng có nghe chưa? Chắc là chưa nghe ha. Em thấy chưa? Thấy rồi, nghe rất kỹ, chỉ có Mỹ Phụng à. Chỉ có Mỹ Phụng à. Tôi chưa bao giờ cho mình là ta đây. Nhưng mà tôi đã nói rồi, nước sông không phạm nước giếng. Tôi không đụng tới ai, đừng có ai dạy đụng tới tôi. Đụng là chạm thôi, tôi ngán con nào thằng nào. Chứ tôi không có tuyên bố tôi là nữ tướng. Còn Phi Long L đó, bị Sa Ngọc nó chửi cho sắp mặt. Mà có cái này mới thấy Mỹ Phụng không có trí tuệ nè, nghe đi. Là mình là một phụ nữ tướng trên không gian mạng. Một bài anh Phi Long anh vỗ vô mặt con Sen Hồng thôi là một tái mặt bài. Vậy nghe cái clip con Sen Hồng nó chửi Phi Long L chưa? Tôi nói mà ông bà tổ tiên ba đời nhà Phi Long L mà còn sống, mà coi như là đội mồ sống vậy chắc là nhục lắm đó. Tại vì không biết thằng con thằng cháu mình nó ăn ở làm sao mà bị một cái đứa con gái mà nó nhỏ tuổi hơn mình mà nó coi nhét cả bàn thờ tổ tiên ba đời xuống vô trong cái hố rong rêu vậy mà không biết nhục hả? Hồi trước đây đó anh Phi Long ảnh lên đó, anh chỉ trích Mỹ Phụng nhẹ thôi. Nhẹ lắm Mỹ Phụng ơi, ông Phi Long L ổng chỉ trích Mỹ Phụng nhẹ lắm, ổng chỉ nói vậy thôi nè, thằng cha con gái mẹ mày không biết dạy mày hả, con gà, con phụng gà, nhẹ quá Mỹ Phụng ha. Ôi trời ơi, tôi chỉ là người ngoài mà tôi nghe những lời đó tôi thấy đau lòng cho Mỹ Phụng. Sao vậy? Mỹ Phụng đâu có chọc ghẹo gì ổng đâu, không có chọc ghẹo gì luôn á, tôi làm chứng không có chọc ghẹo gì tới Phi Long L hết á. Chỉ lúc đó Mỹ Phụng muốn đem sự thật về cái chuyện xích mích giữa Nam Râu với lại Hồng Thanh ra. Nhưng mà Phi Long L lên bởi vì muốn là bám theo sông Hồng, cho nên quay qua chửi Mỹ Phụng sắp mặt lờ. Vậy mà Mỹ đối với Mỹ Phụng cho là nó nhẹ thôi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, tôi là bị tụi nó đi rình mò trong Facebook của tôi, lấy những cái hình Facebook mà từ thở xa xưa, từ thở tôi còn trẻ ha, còn vui vẻ, còn coi như là suy nghĩ nó còn phóng khoáng đó, đem về cái xào nấu lên rồi đặt cho tôi là gái ngành này kia, là tôi cạo nhà nó tới giờ này luôn. Trong khi đó nó lôi thằng Phi Long L, nó lôi cha mẹ của Mỹ Phụng ra nói vậy, mà đối với Mỹ Phụng là nói nhẹ thôi. Khổ thân. Chỉ có một thôi. Mà hôm qua anh Phi Long vỗ, anh vỗ vô mặt con Sen Hồng một cái, một ta nói tái mặt mày không có bị... Ai chứ tôi nghĩ con Sen Hồng nó không có tái mặt mày. Cái mỏ Sen Hồng á ha, không có vừa gì hết. Cái mỏ của Sen Hồng không vừa, tôi share cái clip nó mà tôi còn nói một câu là cỡ này chửi Phi Long Võ là tôi xin thua. Tại vì tôi nói như vậy không được. Nhưng mà Phi Long Võ phải gặp cỡ Sen Hồng mới vừa. Vừa tội. Đó người liền đó, em thấy chưa? Thì giữa em nó trên cà phê với Sen Hồng không có làm nghĩa địa gì, dù gì mình cũng là đàn bà. Mình đàn bà em nên nhớ rằng mình cũng là nằm dưới, lâu lâu mới được nằm trên không? Không, tôi nằm trên đó. Chị chấp nhận đàn bà nằm dưới chứ tôi là phải nằm cửa trên đó. Tại vì tôi hiểu một điều là ở cái thời đại này, nam nữ bình quyền, phụ nữ cũng có những cái quyền bình đẳng như đàn ông. Đàn ông làm được, phụ nữ làm được, chỉ có điều người ta muốn làm hay là không. Chứ tự nhiên vào, chị ở ngay trên nước Mỹ, một cái xứ văn minh nhất thế giới, mà chị chấp nhận là mình là phụ nữ, là mình phải nằm chiếu dưới, là thua rồi. Bao nhiêu thế hệ họ phải đấu tranh cho nữ quyền, để mà đưa cái quyền lợi của người phụ nữ nó ngang bằng, nó bình đẳng với đàn ông. Mà tới giờ này chị nói là phụ nữ phải chịu nằm chiếu dưới,
Sao vậy chị Miếu Phụng? Chị định thể quay lại thời phong kiến chị sống à? Chị cam nhận nằm ở chiếu dưới chứ tôi thì không. Nam nữ bình quyền, tôi tôn trọng anh tôn trọng tôi, không phân biệt giới tính. Chị hiểu không? Tôi chứ không phải nằm trên hoài đâu cưng, đừng tưởng mình ta đây. Đừng tưởng ra là mình có tiếng nói người ta tôn trọng mình không. Cái tiếng nói của em nó trên cà phê nó không có nghĩa địa gì hết á. Tiếng nói tôi không có nghĩa địa gì hết. Mà mỗi lần tôi nói ra là cái đám bên đó nó rần lên. Nó nhảy đông đổng lên như nước sôi đổ một hẻm nhà nó vậy đó. Đúng không? Nó không có nghĩa địa gì, nó không có bằng ai mà em cũng chẳng hơn ai đâu. Đó, em đối với... Tôi không cần hơn ai cả. Tôi không có nhu cầu hơn ai. Tôi chỉ có duy nhất tôi biết mình là ai. Và mình đang ở đâu. Và cái danh dự của mình thì đừng có con nào, thằng nào đụng chạm vào. Đã đụng chạm tới danh dự, gia đình, con cái, cha mẹ của tôi thì nó làm sao? Tới số với tôi. Chứ không phải như chị Mỹ Phụng, mẹ mình còn sống sờ sờ, bị lên trên mạng, đúng không? Định làm cái gì? Nữ tướng cõi mạng. Không thành, bị chúng nó bay vô chửi. Chửi chịu không được, khóc lóc ầm ĩ, đưa mẹ mình lên, gánh luôn cái tiếng chửi cho mình. Nhục. Vừa nhục mà vừa ngờ u nữa. Cái chị em của họ không có lợi gì một cái kg nào đâu. Em biết đó. Tôi chưa từng mà so sánh bản thân mình với ai. Chỉ có thể loại ngờ u cờ hó như các người mới làm một cái chuyện hết sức là dốt, là đem bản thân mình đi so sánh với người khác. Nên nhớ một điều rằng bản thân chúng ta chỉ có duy nhất một phiên bản và không có bất kỳ cái hình ảnh copy nào. Chỉ có duy nhất mình là chính mình và mình phải tôn trọng chính mình trước thì người ta mới tôn trọng mình được. Chị Mỹ Phụng hiểu không? Tôi thấy chị bớt nói lại để cho người ta còn thắc mắc là chị không có ngờ u. Chứ chị càng nói, người ta càng xác nhận là chị ngờ u thật. Muốn chị chích thì chị chích em, còn không đừng mượn tên chị, ok? Chị mới là cái người đem cái tên tôi về kênh chị để câu view nè. Chứ cả mấy tháng, cả năm nay tôi có đụng, tôi có thèm đụng tới cái tên chị không? Bớt ngáo ha, uống thuốc vô. Trời ơi, bây giờ em nhìn đi. Ừ. Em nhìn đi. Nhìn sao? Em nhìn cái ngày hôm qua đó, con sen hồng đó. Bây giờ chị nói thẳng nè, dại dột. Một người đàn bà, một người phụ nữ ta nói rất là dại dột. Ừ. Cũng đâu lên chửi người ta. Ừ. Nha. Ngồi lên đó đó, chỏ họ chửi anh Phi Long Giọt, chửi mười mấy lít. Ừ. Em phải nhìn đi, đừng tự hào, đừng cho rằng người ta đây chửi mười mấy lít, kêu anh Phi Long Võ bằng thằng già, thằng chó đẻ không. Ừ. Chửi người ta trước. Ừ. Chị sai rồi, chị bậy rồi. Phi Long Lờ chửi bà Sen trước. Phi Long Lờ là cái người chuyên gia đi chửi người ta trước. Giống như nó chửi chị trước một cách vô cớ. Chứ chị có chọc ghẹo gì nó đâu mà nó vẫn chửi chị đó. Sen Hồng cũng vậy. Sen Hồng là bên nhóm binh vực cho bà Hồng Thanh, ông Hồng Sơn. Rồi Phi Long Lờ bắt đầu quay qua bờ đích cho Lái Dũng luôn, mới đi choảng Sen Hồng. Chửi nó chửi lại, công bằng mà. Đúng không? Chị mới là cái người không có biết theo dõi tin tức thời sự, nắm bắt được vấn đề. Giống như cái ông Hồng Sơn cũng nói chị, cái người thiếu hiểu biết á. Cho nên không biết cất giáp gì bay vô nó mà bậy mà bạ rồi sao? Tùng thì giảm, tự nhiên lên, binh Hồng Sơn với Hồng Thanh, bị anh Phi Long ông chửi một phát. Con Sen Hồng nó binh Hồng Sơn, Hồng Thanh từ đầu rồi. Nó binh Hồng Sơn, Hồng Thanh, nó quay qua nó choảng luôn Tiến Dũng lâu rồi, giờ chị mới biết sao. Còn thằng nào là cái thằng mà chửi Tiến Dũng là... Thằng Tiến Dũng là thằng cờ hó,
đi chửi cái nhóm sự thật, cái nhóm gì, nhóm thứ tư là nồi cháo heo, rồi giờ quay lại à, tôi thấy tội nghiệp Nguyễn Tiến Dũng là bị Hồng Sơn nguyền rủa này kia. Ủa sao vậy, già cỡ đó mà cũng nhổ ra liếm lại vậy, bị Sang Hồng nó chửi không có oan, chị hiểu không? Muốn lên mạng tìm hiểu sự tình nó rõ ràng cái rồi hãy nói, chứ nói như ngáo vậy hả Mỹ Phụng? Anh đem từ cái dòng họ đó, anh đem tổ tiên, ông đem cha mẹ mình ra, ông chửi một phát một. Nó cũng đem tổ tiên cha mẹ chị đó nó chửi. Nó đã làm điều đó với chị được, nó làm điều đó với tôi được, thì nó có tha cho ông Sen Hồng không? Bởi vì bản chất của Phi Long L là một cái thằng đàn ông mà dơ bẩn. Tôi hỏi chị nè, chị Mỹ Phụng, giữa một người đàn ông với một người phụ nữ mà đi chửi nhau son sỏn thì đứa nào mang nhục? Mà sao chị nói ngược vậy chị Mỹ Phụng? Người ta thường nói là đàn ông không có tranh cãi với đàn bà, nhưng tôi thấy trên cõi mạng này á, thằng Lái Dũng là một, Phi Long L là hai, Mộng Nặc là ba, và cái đám nhóm mà sự thật sự thiết gì đó là chuyên gia đem phụ nữ ra dùng mạ đó, là đàn ông mà đi chửi tay đôi với phụ nữ thì những người đàn ông khác nhìn vô người ta nói thì sao? Mày là đàn ông mà đi ăn thua với phụ nữ coi mày nhục không, thôi mày về mày cởi quần ra mày bận váy luôn đi, nhà không có quần thì lấy váy chùm đầu, cái đó mới nhục. Mà sao chị đẻ ngược hả? Mà chị cho rằng một người phụ nữ cãi lộn với người đàn ông là người phụ nữ nhục? Không có. Tôi thấy rằng đàn ông nó phải nhục hơn. Tại vì Phi Long L chửi cha mắng mẹ người khác được, thì con Sen Hồng nó cũng lôi tổ tiên ba đời của Phi Long L, bàn thờ ba đời Phi Long L ra, nó cho vô hết cái hố rong rêu của nó. Thằng nào nhục hơn? Hả chị? Tái mặt mày là lý do dạy. Dạy. Cái dạy này là thằng Phi Long L nó mới dạy nè, thằng Lái Dũng mới dạy nè. Tại vì bản thân là đàn ông mà đi tranh cãi với phụ nữ rồi để cho phụ nữ nó chửi như thế thì mang nhục là đúng rồi, đúng không? Sống ở xứ sở văn minh, người ta nói không có đánh người phụ nữ dù chỉ là một cành hoa, còn huống chi lên cái miệng phun ra toàn những lời dơ bẩn tục tiểu. Ngày hôm qua tôi nghe cái clip của con Sen Hồng mà nó nói Phi Long L đó, tôi còn giật mình, tôi phải share lại, tôi nói chú là trời, sao mà chửi dữ vậy? Nhưng mà cỡ Phi Long L phải chửi vậy mới xứng. Cái là mấy người gán vô cho tôi là tôi đi ủng hộ ông Sen Hồng. Chị bị ngáo hả Mỹ Phụng? Bị ngáo hả? Đây là không có về phe cánh con nào cả. Mà cỡ ông Sen Hồng á, tôi còn chưa bỏ qua cái chuyện nó dục mạ tôi nữa kìa. Nhưng mà đối với tôi, bản thân nó cũng là cái loại không ra gì. Nó cũng đi nhục mạ người khác, bây giờ nó bị người khác nhục mạ lại, người ta gọi là nhân quả. Tôi không thèm nói tới. Các người hở chút là các người đi xe clip con Nhật anh Trần, đi xe clip người này người kia nói không sao hết. Mà tôi xe cái clip của Sang Hồng, hoặc là tôi lấy cái clip của chị tôi nói lại, cái là mấy người nhẫn động lên liền à. Ủa mấy người là gì vậy? Nghĩ mình là ai? Tiêu chuẩn kép hả? Không có. Trong mắt của tôi mấy người cũng không là cái thứ gì cả. Mà đối với tôi các người là như thế này nè, mở cho nghe ha. Hồi sáng cái clip của bà Nấm mà bán lông gà lông vịt là cái clip nào vậy anh? Đâu rồi đó? Bán lông gà lông vịt á. Đâu ta? Thì tôi có clip bán lông gà lông vịt đấy, tôi cho chị nghe ha. Nghe bà Nấm rồi. Thôi làm biến là mở quá. Bà Nấm mới nói cô Lan hay Lờ á, là bây giờ là đi gom rơm rác về, gom ve chai lông gà lông vịt về hen. Là cái thể loại gì không đó, tụ tập chung với nhau
thì mấy người nghĩ mấy người là ai hả? Mấy người coi người ta là rách rưởi, mấy người tự tuyên bố lên kêu con này là gái ngành, con kia ca ve. Mấy người nghĩ mấy người có đủ thẩm quyền nói điều đó không hả? Đặt lấy cái tiêu đề sen hồng hai con chim sẻ sẻ, chị có phải là con chim sẻ sẻ không Mỹ Phụng? Chứ hồi đó tôi thấy Phi Long lờ rồi bên kia nó gọi chị lại gì, con gà đó, thậm chí là thọt sĩ còn nói gà là cái gì, chị hiểu không? Tưởng mình là ai? Bớt ngáo nha, tôi đã nói rồi, đừng đụng tới tôi, đụng là tôi chạm à. Bớt ngáo lại, nói thẳng chị luôn, cha không đẻ của chị Lá Dũng á, tôi còn coi trả ra cái đinh gì, chị là cái thứ gì? Tôi tưởng chị xin lỗi tôi rồi, là tôi bỏ qua, là chị phải biết thân biết phận chị mới đúng. Thì có phản biện ai tôi đâu có cản chị đâu. Chị qua phản biện thằng Hồng Sơn tôi đâu có cản chị đâu. Chị qua chị vẫn bưng bô cho Lá Dũng, tôi cũng thông cảm cho chị, tôi cũng nói gì chị đâu. Mà chị hôm nay chị uống cái thuốc gì vậy? Hả? Còn nếu mà đã post clip lên mà sợ người ta lấy clip mà người ta phát lại thì xóa clip đi. Còn nếu mà dạy được người khác đừng lấy clip của người này nói người kia, về dạy lại bà Lăng Lờ, Thảo Vũ, bà Sú Danh Trần. Chị hiểu không? Tôi nói tới đây thôi. Không phải là tôi không nói, các người tưởng là tôi hiền không có đâu. Tại tôi cũng rảnh. Tôi mà có rảnh nữa là các người tới số với tôi chứ đừng có nói nha. Đừng bây giờ đem cái chuyện cô đi làm công cho người ta. Ở trên đời này không có con nào đi làm không làm công cho người ta. Chị tưởng chị bỏ ra cái vốn chị làm được một cái cơ sở là làm chủ, làm phú bà, không có. Mang tiếng cho nó sang thôi ha. Chứ cũng phải sống nhờ vào những cái người đi làm của mình ấy. Những cái người làm neo cho chị, những cái người thợ cho chị ấy. Họ đi làm, họ kiếm đồng tiền về, chị cứ khó cái tiền chị nhét vô họng mà ăn ấy. Chứ đừng coi thường những người đi làm công, làm việc tay chân. Chị hỏi lên cộng đồng người Việt bên Mỹ, ai mà mới chân ráo, chân ướt chân ráo qua nước ngoài sống mà không phải làm những việc tay chân? Ủa bằng cấp bên Việt Nam qua Mỹ đâu có được sử dụng đâu chị, cũng phải làm việc tay chân chứ mà. Có nhớ lại quá khứ của cha mẹ mình không? Mà đi lên bắt đầu sỉ nhục những cái người cũng đang đi vào bước đầu giống như cha mẹ mình ngày xưa. Bớt ngáo lại nha. Chọc tôi là tôi nói tiếp đó. Biết thân biết phận thì tôi còn tha cho. Còn không biết thân biết phận hả? Được. Muốn sang chấn tâm lý thì tôi cho sang chấn tâm lý. Nghe. À như Quỳnh đăng like hả anh? Ồ thôi. Vậy thôi em xin phép cả nhà em xuống. Để mà cả nhà vô like của cô Như Quỳnh nha. Em biết là em like cái giờ này nó hay đụng like lắm. Nhưng mà like trước để có gì nhiều khi trưa mai em đi làm về á. Cũng hơi bận, nhiều khi em mệt em không có muốn lên. Nhưng mà mấy con này, mấy con cờ hó này nó thích á. Nó rất sủa, thì em cho nó thêm cái cớ để nó sủa. Kiểu như mấy con này mà bú phem này kia á, để lấy view, lấy like, lấy tiền super chat, để mà dọc vô cái họng tụi nó, thì em cho nó thêm cơ hội kiếm tiền. Tưởng tôi hiền hả? Không có đâu. Rồi. Em cảm ơn cả nhà đã chú ý lắng nghe. Để coi ngày mai có cái đám cờ hó này nó còn thích nữa không? Thích thì em chịu à. Em không có sợ. Nghe. Nếu trưa mai em lên clip không được thì em sẽ coi thời gian nào thuận tiện em lên. Em cảm ơn khán giả và chúc cả nhà mình, những người chung múi giờ của em thì sẽ có giấc ngủ ngon. Và khán giả bên nước ngoài sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.